Những Đức nói, những Đức rất là tán thán những cái người mà nghe những Đức giảng mà dành chỗ ngồi phía trước. Tại vì sao? Vì không có những con người này thì những Đức không thể nào giảng pháp mà nhạy bén được, hoặc là dạ chia sẻ bọc pháp mà nó trong lòng mình hưng khởi được, hiểu chưa? Tại nhờ họ làm cái kiểu như mà háo hức vỗ tay rồi la lối um sùm. Ví dụ như giờ ca sĩ mà nó hát ở trên mà ở dưới khán giả nó cầm cờ rồi nó cầm hình nó quơ tá lả âm binh, ca sĩ này hát cũng nó cũng hứng nữa. Còn gặp mà nó cái thằng ca sĩ hát ở trên mà ở dưới khán giả nó nhìn nó không chịu vỗ tay, nó không ủng hộ, đứng lên đi ra không có bị nó ca sĩ này hát nổi không. Nó cũng hát bài hát đó nhưng mà bài hát nó hát không còn có hồn, không hay nữa, nó không có bị kích động để mà phát triển cái khả năng, cái tâm. Còn cái này mà mình giảng pháp mà ở dưới có nhiều người ta háo hức ta nghe nên mình mới hứng giảng. Còn nếu mà mình giảng pháp mà ai cũng ngồi đơ ngồi lì đó chứ, mình giảng chút nó thôi nghỉ, mệt quá nghỉ giảng, giảng không ai ủng hộ chứ giảng chi. Cái gì đâu, nên có nhiều Phật tử nhắn tin nói là sao mà có mấy bà quen mặt mà cứ buổi giảng nào cũng quay thấy mấy bà, bộ mấy bà là người thân của thầy hả? Những Đức nói người thân là bình thường, người thân ruột thịt của Những Đức không có ai ngồi đây chứ, mà họ còn hơn thịt Những Đức nên họ mới ngồi suốt vậy đó. Có bà cô kia, bà mỗi lần bà nghe Những Đức giảng là bà ngồi dưới là bà không có kìm được cái tâm bà, là bà nghe một chút cái là tự nhiên giống bà bị liệu. À, bà bị liệu, bà làm mắc cười dữ lắm. Rồi mấy chú quay phim nó sẹt sẹt qua lại. Rồi bắt đầu về gia đình bà nói. Gia đình bà nói là bà nghe pháp sao tôi nhìn bà tôi ớn quá. Thầy ở trên mà ông giảng ông nhìn bà chắc ông cũng đớ luôn. Thì bà nói một câu rất là hay mà quý vị gặp trường hợp đó quý vị nên nhận thức. Bà nói một câu, bà nói là miễn tôi nghe thầy mà tôi thích là được rồi, tôi háo hức cái tâm nghe pháp là được rồi, còn cái bệnh của tôi nghiêng đầu hay méo miệng gì ai cười kệ họ. Hay ghê không? Nếu như mình tự nhiên vừa nghe ta nói vậy cái mình dánh cái vị trí mặt tiền, mình không chịu đến để mình nghe, mình đi đến cái nơi mà gọi là hơi xa vùng biên địa để mình nghe, thì tự nhiên về cái háo hức nghe pháp của mình và tiếp nhận Phật pháp của mình nó bị kém lại sao? Mình nói rằng tôi yếu, tôi ngay mặt tiền tôi nghe tôi mới thấm, căn tính tôi yếu, tôi nghiệp nặng. Nghiệp nặng quá. Cái quạt mà gió ngọn tôi không có đủ lạnh, không đủ mát. Tôi phải ngay ngọn chính, gió chính thổi tôi mới thấm được. Hiểu chưa? Mình nói vậy đi là tự nhiên là người tâm trạng mình thoải mái liền à. Sống trong cuộc đời này mà sao vừa lòng người ta, mình sao người ta cũng nói mình hết trơn á. Thiện thì cũng có người nói, mà ác thì cũng có người nói. Đẹp cỡ nào đẹp thì cũng có người ta nhìn cái gì đó không đẹp để người ta nói. Còn xấu thiệt là xấu thì cũng là cũng có người nhìn thấy cũng có cái đẹp, hoặc là xấu rất nhiều cũng có cái đẹp, mà đẹp rất nhiều cũng có cái xấu. Vậy thì sống trong cuộc đời này quý vị cứ làm sao mà cái tâm trạng quý vị nó có được cái niềm vui. Còn bản thân của mình làm những việc gì mà mình biết nó chỉ sự việc là như vậy, mình đừng có nên tùy tiện thôi. Còn cái hình thức bên ngoài thì có sự uyển chuyển, chứ quý vị bị nặng nề cái lương tâm quý vị, khó chịu tâm tư của mình, thì quý vị trước nhất là quý vị đã hại mình là làm sao giúp người. Bị người ta nói một hai câu là bị kích động mà, là tự nhiên bản thân của mình bị chết cứng liền vậy đó. Vậy thì con người mình dở ẹt. Hiểu chưa? Đó, nên á, những Đức thấy cái pháp môn tịnh độ này đúng là cái pháp tu đặc biệt, gọi là cái pháp tu sống động. Cái pháp tu á, cái cuộc sống vui vẻ là sống động. Sống trong mọi cảnh duyên đều có niềm vui là sống động. Bị chồng bỏ cũng vui nữa, bị vợ bỏ cũng vui nữa. Vì nó thích bỏ thì nó bỏ, chứ buồn thì nó cũng bỏ. Nó thích bỏ rồi, dù có năn nỉ nó cũng bỏ.
nên mình sống động. Nên nó bây giờ bỏ tôi thì tôi cũng phải sống, không lẽ tôi chết. Nên từ nơi đó muốn bỏ thì bỏ, bỏ tôi sống càng tốt hơn, hiểu không? Nên gọi là pháp sống động, hiểu không? Nó, quý vị mà nghe một pháp gì, quý vị thấy nó nhẹ nhàng tâm tư mình chưa? Chứ đâu phải đề xướng vô một cái là cái gì cũng công đức vô lượng đó chứ, để rồi móc ra. Phan à, nói tới vụ này, cái pháp tu nó thù thắng an vui, rồi tới cái chuyện đó thì tính sao? Hiểu chưa? Phật pháp á, mà nói gì công đức á, này kia đồ là toàn là phương tiện không à. Nếu mà thật chắc mà nói gì công đức á, thì không có chấp mới là công đức. Nhưng vì sao nói công đức cho họ nghe nhiều gì? Họ mê mà, nên mới nói gì để dẫn dắt họ. Họ làm cái này là nói công đức nhiều, phước nhiều, họ mê. Rồi làm cái này thì ghi tên họ ra, họ thích, họ làm. Đó là phương tiện dẫn người ta đi vào đạo từ từ rồi mới chỉ người ta. Còn cứ tối ngày nói gì không để mà cho người ta moi túi tiền ra, thì cái hành động này của mình nên xem lại. Quý vị thấy có bao nhiêu lần những đức nói về công đức việc đó nhiều quá không? Lâu lâu những đức xuyên liên quan, những đức làm là nói ý nghĩa, nói tư tưởng. Như đức nói cái chùa này xây nuôi mấy bà già, thì bây giờ quý vị chung tay thì để là nuôi người già, tương lai bị già quý vị cũng được ở. Nói tư tưởng mà, đúng không? Còn cái công đức á, là làm xong quên đi. Có nói cho người nghe thì cũng á, là vì người mà nói thôi, chứ không phải là cái tâm phe phang cái việc làm của mình. Mình nói ra để cho người ta thấy đó, mà người ta làm theo là vì người ta. Còn người ta khen, người ta chê, mặc kệ người ta, thì đó gọi là công đức. Không có chấp vào cái sự làm thì nó là công đức. Chứ nếu mà nói về công đức mà người ta háo, người ta ham, phước còn không có được bao nhiêu, đừng nói là công đức. Nó phải nhận thức được cái việc như vậy. Nên Phật tử về chùa mình đi bị vui thì tự nhiên tâm lượng cái gì mở rộng mà, chứ có gì đâu. Vì vui là tâm lượng mở rộng liền. Những đức thấy có nhiều Phật tử gặp những đức, người ta cũng cúng dường hậu hỷ ghê. Mà đâu phải là những đức kêu gì người ta đâu, mà là vì người ta về chùa người ta thấy rõ ràng. Mình phải cho người ta cảm giác từ từ. Cái cảm giác là người ta nhìn nhận được khi người ta về ngôi Tam Bảo. Tự nhiên giống như người ta trở về chốn bình an, trở về một nơi gia đình mà cảm thấy rằng mình thoải mái tâm tư của mình, chút bỏ được những cái buồn phiền trong lòng của mình. Giàu nghèo gì cũng là một hộp cơm, chứ không phải rằng là giàu thì thầy ông tiếp riêng có một chỗ, còn nghèo thì thầy ông tiếp một chỗ riêng. Giàu đến thì cho được ly nước ngọt, còn nghèo thì ly nước lạnh. Đúng không? Giàu thì tiếp cái chỗ cao cấp, còn nghèo thì tiếp cái chỗ bèo nhèo. Nếu như quý vị đi đến nơi vậy thì thật sự Phật pháp nó có sự phân tách quá quý vị à, hiểu không? Còn quý vị về đây, những đức tới giờ lên tiếp quý vị hết trơn, ai những đức cũng tiếp. Còn ai cúng dường bỏ thùng Tam Bảo, hoặc đủ duyên bất chợt gặp nhau cúng dường kết duyên. Còn ngoài ra không có cái chương trình ngồi để tiếp, để nhận tiền cúng dường. Bây giờ những đức nhận tiền cúng dường nguyên một đòn, trong đó có người nghèo thì sao? Có người ta nghèo quá, người ta nhìn mấy cô đi chung có tiền cúng dường. Chuyến này tôi đi mà nội tiền xe, tiền vé máy bay mà tôi lo muốn chết luôn. Tiền đâu cúng dường cho thầy, mà mấy bà ai cũng cúng, tôi thấy kỳ quá trời. Tôi đưa cái mặt ra chào thầy mà không có bao thư cúng dường cho thầy, kỳ quá. Nên từ nơi đó mà khi mình dẫn đoàn đi cũng vậy, mình phải biết hoàn cảnh của mỗi người. Thí dụ như đồng tiền mà gom lại để đi đến nơi đó cúng dường Tam Bảo, chị nào đi mà tiền vé máy bay hẹp hẹp, mình lấy tiền gom lại chia bớt để mua vé máy bay chị đó đi thẳng chuyến đi tu với mình. Nói thôi, chị khó khăn gia đình chị tôi biết, đừng có dính vô cái chuyện này. Còn ai có điều kiện thì cùng cúng dường kết duyên. Còn chị thì tùy duyên tùy hỷ, được rồi, chị đi là tốt lắm rồi. Đừng có đặt vấn đề đó. Nhà mình khó khăn, cố gắng tu đi, Phật thương mai mốt Phật cho vé máy bay đi. Thấy chưa? Người ta tâm trạng người ta đi về chùa thoải mái ghê chưa?
Cuộc đời con người lên voi xuống chó mấy hồi. Bây giờ người ta xuống chó mình giúp người ta, mai mốt người ta lên voi thì người ta giúp mình. Bây giờ mình chỉ biết nhìn người giàu không à, mai mốt nó nghèo rồi nó cũng đâu giúp mình được. Còn cái thằng nghèo này mình coi thường nó, mai mốt nó giàu rồi nó coi thường mình luôn. Nên từ nó đó, đối với người giàu chúng ta đủ duyên cũng đến, mà đối với người nghèo cũng đến gì. Người thì lúc này lúc khác, thấy không? Nên những đức thường nói với người trong chùa mình, người ta đem lại một bó rau rất là nhỏ, trong khi ai cúng dường cho chùa mình cũng đem xe xe rau không. Mà bữa nay có người này chạy xe Honda đến cầm con bó rau nhỏ xíu lại à, bước ra nhặn bằng tâm cung kính, còn lấy quà trong chùa đem ra tặng nữa. Có cái trái cây gì, trái bưởi gì, dạ thầy gỡ cho gia đình ăn cái lọc chùa. Tuy người ta đem lại có một bó rau nhỏ xíu à, mà cái mối ăn tình đó, mai mốt người ta đem lại một xe rau. Trời ơi, nghe không? Người ta bắt con tép, người ta nhử con tôm, tối ngày cứ nhìn tôm không, không chịu nhìn tép. Con tôm nó cũng bắt nguồn từ con tép chứ đâu mà ra. Thì con tôm nhỏ nó như con tép thôi. Mình chỉ nhìn con tôm bự mà mình quên con tép, con tôm nhỏ sao sao này thành con tôm, hiểu không? Nên mình tu mình phải nhận thức cho nó sâu. Như Hòa Thượng Tịnh Không ngài nói rằng ngày xưa dạy cái lớp trẻ em, ngài có nghĩ gì đâu. Nhưng mà sau này ngài qua bên Mỹ, cái duyên đưa đẩy ngày qua Mỹ, cuối cùng những cái đứa ngày dạy đó nó qua Mỹ bên nó định cư bên đó, nó làm ăn bên đó. Cuối cùng ngày qua bển toàn là mấy đứa nhỏ đó hộ trì ngày không. Ngày nói là đúng là không ngờ, gieo nhân không có ngờ cái quả, nhưng quả tự đến. Bây giờ những đứa dạy trẻ con nó gặp những đứa là chạy là ôm chân, con nít nó cứ ôm chân nó chạy theo những đứa, chạy những đứa chạy xe đạp là nó vượt theo. Những đứa kêu thôi 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 con đừng chạy chạy theo té con, thôi đứng đó chơi đi đừng chạy theo nghe. Vì coi sau này nó lớn lên đó, nó có học thức, nó đi làm ăn này kia. Lúc đó những đức già nó cũng đem bánh trái lại cho ăn chứ, hiểu chưa? Bây giờ việc tình thương nó đi. Nó bây giờ mình chỉ biết đó, thành quả mình không có gieo nhân. Mình không gieo nhân một ngày nào thành quả mình hết rồi mình không gieo nhân rồi có quả đâu tiếp tục cho mình ăn. Nên con người có phước phải biết tạo phước. Uống ly nước này còn biết tạo ly nước khác, con người vậy mới biết nhìn xa trông rộng. Quý vị biết tại sao chùa mình mà nuôi hơn 1.000 người? Quý vị thấy chùa mình mà có chương trình quyên góp gì không? Mà chùa mình vẫn sống ổn định là vì sao? Vì chùa mình nó đến với người ta như một đại gia đình. Nên cái câu người xưa nó nói hay lắm: mình vì thiên hạ thì thiên hạ vì mình, mình vì cá nhân mình thì ai vì mình đấy. Thành công của chúng ta nó không có một cá nhân, mà nó đều là nhờ thiên hạ, nhiều mọi người nhờ mọi người ủng hộ. Nên tất cả chương trình những đức thành công toàn là nhờ Phật tử ủng hộ, giảng pháp cũng từ quý vị ủng hộ. Người ta coi qua những đức, người ta nhìn người ta nói ông này giảng cái gì đâu mà nó vỗ tay ấm sùm, hiểu không? Tức mình nghe thử coi, nghe cuối cùng dính luôn. Mấy bà đó là bạn ghét những đức mà không chịu nghe pháp luôn. Như vậy đó mà mấy cô đây nghe mà mấy cô cười, rồi những đức kêu chú Kiệt làm phim, ông chụp mấy cái hình mấy cô cười lại, rồi để những đức ngồi ở trên mấy cô ở dưới. Vậy mà lần nào bà bấm ngang bà cũng thấy mấy cô vỗ tay cười sùm á. Bà nói tức mình coi thử. Cuối cùng bà coi xong bà nói coi xong rồi được rồi thôi coi luôn. Nó thấy không? Từ người ta vui vậy nó háo hức gì mà nó dẫn dắt nhiều người ta gì là người ta tu đó. Quý vị coi như chùa mình ngày Chủ Nhật vừa tổ chức lễ Giáng Sinh 4 ngày mới đây. Quý vị thấy cái ngày Chủ Nhật nó có bớt người không? Bây giờ người ta đến người ta cảm giác như là người ta đi đến đây là có nụ cười. Những đức nói á, nụ cười là quan trọng nhất của đời người. Niềm vui nó xóa tan cái nỗi buồn trong cõi lòng, nỗi buồn trong cõi lòng nó xóa tan niềm vui, hiểu chưa? Vậy thì quý vị để cái gì trong cõi lòng quý vị? Niềm vui. Để niềm vui trong cõi lòng thì nỗi buồn tan biến. Mà nếu quý vị để nỗi buồn trong cõi lòng thì niềm vui tự mất đi. Vậy thì quý vị đi đến đây là đem niềm vui trong cõi lòng. Nên hai ngày đi đến đây nghe pháp thứ bảy chủ nhật là đem niềm vui để trong cõi lòng. Nên năm ngày kia nỗi buồn tan biến. Thấy chưa? Đó, nên từ nơi đó mà mình nói đơn giản thôi mà người ta vỗ tay kỳ vậy đó.
À, nên quý vị biết rằng quý vị cứ lấy cái đơn giản này nhất đi. Chúng ta bây giờ suy nghĩ nhiều quá, toan tính đủ chuyện hết rồi, không có thời gian để tính tới Phật Pháp nổi đâu. Nên lọc Phật Pháp đi, nên đem văn tự trong nhà Phật lọc lại thành văn tự gọi là chánh văn gần gũi nhất cho nhân sinh dễ tiếp nhận. Chứ đừng có lấy chánh văn trong kinh để nói hoàn toàn nghe không nổi, mà đem chánh văn đó để làm chánh văn cho nhân sinh tiếp nhận dễ nghe, để khi người ta nghe Pháp người ta không có căng thần kinh. Ngày xưa người xưa khi người ta nghe Pháp thần kinh căng thẳng, người ta suy nghĩ ra được. Còn mình bây giờ căng bậy bạ nó đứt luôn. Thời gian thứ bảy chủ nhật sắp xếp được đi đến đây nghe Pháp, mà nghe Pháp mà gương mặt tươi rói còn thích đến nghe. Còn bà nào nghe cũng à, câu này nó sao ta, rồi cầm theo cuốn sổ với cây viết, nghe ghi lại. Những người nghe Pháp nó không có một cái nụ cười. Còn quý vị, những đứa thấy vị nghe Pháp toàn là những người giác ngộ, cừ tá lã âm binh là giác ngộ chứ gì. Người ta trong cái cuộc đời này người ta lạ ghê á, tự nhiên tu hành không có cừ gì hết trơn thì người ta lại nói nghiêm túc. Tôi không có cần nghiêm túc gì đâu, tôi cần cừ, được không? Cừ là tôi phái à, kệ mấy người muốn nghiêm gì đó nghiêm đi, nghiêm túc và đúng nơi đúng chỗ. Cái nơi vui thì cần vui thì vui, đơn giản tôi lễ viết Quan Âm, lâu lâu những đức lễ đức chọc cái vị cừ cái vị lễ khỏe chứ gì. Ta nhìn coi là khuyên thấy rõ ràng, đang lễ mệt muốn gần chết luôn, vậy mà nhận đức nói một câu sắp chết rồi, bà nào cũng cừ, bà cừ lên bà lễ quá trời luôn vậy đó. Thà mà nói đại một câu mình sắp chết rồi đại cho bà cừ đi, vậy mà bà lễ bà không biết mệt. Hoặc là nhận đức lâu lâu nhận đức sướng thêm câu, đã là lại thêm lại mà, đâu phải nhận đức bỏ một lại Quan Âm đâu. Gần cuối cùng mới nhận đức lại một câu nhất tâm đảnh lễ nam mô cố lên. Thì nhất tâm đảnh lễ nam mô cố lên, vì nói trời ông thầy này tự nhiên ông lễ ông chế thêm cái câu đó tội chết. Thôi tội đi, tôi chịu chưa, tôi chịu tội đó chưa, cho chúng sanh người ta vui để người ta tu, người ta lễ Quan Âm thì chắc Quan Âm ngày nói tội nghiệp nhỏ, nó gì lại danh hiệu mình mà nó nói cố lên nó chịu tội, như vậy thì ta cũng dùng một miếng nước cam lộ chế xuống cho mày hết tội. Hiểu không? Vì người ta mà tội gì? Phải chi mà những đức niệm cái câu đó mà những đức bỏ một danh hiệu Quan Âm thế vô. Còn này những đức niệm một danh hiệu đó để cho người ta vui, người ta lại thêm, người ta háo hức. Quý vị làm cái gì mà háo hức thì quý vị thấy làm thích không? Còn làm cái gì mà quý vị đơ người sao làm được? Thí dụ như bây giờ mình ra mình làm việc gì đi, mình nhổ cỏ hay trồng lúa đi, mình vui mình trồng đi, mình trồng nhiều lắm á. Còn kiểu mà mình ra mình trồng mà mình giống như là kẻ thất tình vậy. Nguyên một buổi trồng có mấy cây lúa, còn người ta trồng nguyên một mảnh lúa luôn. Người ta vui, người ta làm lia lịa chứ, hiểu chưa? Nó nên nghe Pháp hay là làm cái việc gì phải cần có cái sự háo hức. Quý vị biết rằng cái căn tính mình bây giờ đâu phải là cái thờ thiền định, phải chi mà cái thờ tượng Pháp mà quý vị vô Pháp hội bị cừ thì nó không cho. Phải cái thờ tượng Pháp là cái thờ tu thiền thành tựu, còn cái thờ mạt Pháp là cái thờ niệm Phật thành tựu. Mà cái Pháp niệm Phật này là cái Pháp sống động, cái Pháp nhân sinh, cái Pháp mà căn tính nào cũng tu được. Từ nơi đó mà Phật A-di-đà lại là một cảnh giới an lạc vui nữa. Vậy thì cái Pháp niệm Phật, niệm danh hiệu Phật, niệm danh hiệu Quan Âm là con người phải cười nhiều mới đúng. Hiểu chưa? Cái pháp niệm Phật là người phải cười nhiều mới đúng. Các vị để ý đi, cái người nào mà hướng dẫn niệm Phật mà người đó mặt nghiêm là không phải người niệm Phật đâu. Các vị coi từ Đại Lão Hòa Thượng Tịnh không được, đều là những người vui vẻ dễ tính. Hòa Thượng Hải Hiền đồ toan là những vị mà chuyên niệm Phật là những người dễ tính vui lắm. Hòa Thượng Hải Hiền ngài là hòa thượng mà người ta đi đến chùa ngài gặp ngài kêu ô Bồ Tát đến, Bồ Tát đến nè, Bồ Tát đến niệm Phật phải không? Người ta đến mà người ta kiếm hòa thượng mà thấy ông chui xuống dưới đất ở dưới ông hóc gốc cây,
Ông bước lên là ông lấy ghế cho người ta ngồi đi coi. Rồi ông ngồi sộp xuống đất, ông nói chuyện với người ta. Ông có câu nệ gì đâu. Nó người ta tu vậy đó, người ta giảng sanh để nó toàn thân xá lợi, hiểu không? Còn hòa thượng Tịnh Không thì gần gũi ngày ngày cái gì tột tột tột, ngày cười vui vẻ hoan hỷ, đúng không? Nó cái người tu tịnh độ là cái người phải tu dễ tính. Tại vì pháp niệm Phật là gì đó, Phật A Di Đà ngày vui lắm, quý vị biết một ngày không? Danh hiệu của ngài thì biết cái hành động của ngài rồi. Vô lượng quang, vô lượng giác, vô lượng quan hỷ. Đã là vô lượng quan hỷ thì Phật A Di Đà là người sao biết rồi. Phật A Di Đà mà đến quốc độ nào là quốc độ đó vui à? Ví dụ như Phật A Di Đà mà ngài đi đến đâu là cái sự bố thí cúng dường của ngài rộng lắm, nên ai cũng quan hỷ, nên người ta mới đặt ngài là một vị Phật vô lượng quan hỷ. Nghe chưa? Đó, sự ban bố của ngài cho người ta ai cũng vui. Nên cái danh hiệu của ngài không phải ngài đặt, mà danh hiệu của ngài là khi ngài quá độ một quốc độ nào đó được chúng sanh đặt cho đó. Nên ngài có nhiều danh hiệu là vì ngài đi quá độ vô lượng chúng sanh. Mỗi lần đến một quốc độ thì có một danh hiệu. Hiểu chưa? Đó, nên mình tin chắc 100% Phật A Di Đà là một vị vô cùng quan hệ, vô cùng phóng khoáng, rộng rãi, không có keo kiệt. Hiểu không? Như vậy thì mình là người niệm, mình là đệ tử Phật Di Đà. Đệ tử niệm thầy mà không học thầy. Nên cái người mà keo kiệt niệm A Di Đà Phật nhất là hết keo kiệt. Vì niệm cái quả giác của Phật A Di Đà để sanh cái quả giác của mình tự tánh sanh ra, nên mình làm sao keo kiệt. Đó, nên câu Phật hiệu này rất là hay. Từ một người keo kiệt niệm giết hết keo kiệt, từ một con người buồn phiền niệm giết vui vẻ, từ một con người ít nói niệm Phật giết là nhạy bén, biết nói chuyện, nói đàng hoàng, nói hay. Còn một câu Phật hiệu này thôi nghe quý vị, áp dụng trong mọi lúc mọi nơi mọi chỗ luôn, rất là tuyệt vời. Nếu người mà đủ duyên để tiếp nhận câu Phật hiệu này thì thôi quá đặc biệt rồi, đúng là báo vật vô giá, báo vật vô giá. Cứ tán thán hoài đi, cả đời chúng ta tán thán câu Phật hiệu này hoài đi. Tán thán hoài, bây giờ tán thán cũng không hết, càng tán thán càng thích. Làm sao mà không tán thán hoài được quý vị? Trời ơi, những đức mà thật sự mà nói, ngồi suy nghĩ nó đúng là không thể nghĩ bàn. Quá thù thắng. Không, tịnh độ này đúng là pháp môn quá thù thắng. Đông người ta mà làm, mà lo, mà nhân sự gì đâu mà sao cái gì cũng đâu vào đó chứ. Nhưng tức nghĩ, trời, cái này không biết ai mà làm nổi cái chuyện này. Nói mà 4 ngày lễ viếng Quan Âm bị nhìn người ta gì đâu mà kinh khủng. Nó này chỉ là có cái nguyện Phật Bồ Tát thôi, nó đông vậy chứ sao mà đâu mà kéo về mà ào ào mà gọi là ta. Cơm mà nấu đến mức mà cái lò nổ cái bùm. Nấu dữ quá, nấu cả ngày đi, nấu hoài cái lò nứt nổ cái bùm. Tiếp tục chét lại nấu nữa. Ghê thiệt chứ. Đúng là gan, thấy không? Mà đồ ăn thức uống gạo gì đâu mà nấu kịch liệt, nước nôi đồ quá trời. Nói vị thấy không? Cái gì cũng đâu vào đó xong hết trơn. Đó, nên từ nơi đó mình nhận đức nói đúng là mình niệm Phật niệm Bồ Tát, có Phật Bồ Tát sắp xếp cho mình. Cái gì cũng tiện lợi, thêm cái này bị nhìn nhận đi. Phải là cái sự gia trì Phật Bồ Tát không? Đông người như vậy mà quý vị thấy có một người nào mà lễ Quan Âm mà lễ giữa chừng mà xe cấp cứu chạy đến chở đi không? Mà trong khi nhiều người già, nhiều người già mà nó không có trường hợp này, ngộ ghê. Ừ, chắc chùa mình có vòng hộ niệm thì khỏi cấp cứu thì sao? Nhưng mà hiếm lắm quý vị ơi, không có. Mà trong khi lại mà lại chậu lại mà đến nỗi người khỏe mà người ta lại mà còn chóng dán. 500 danh hiệu không có đơn giản đâu nghe. Quý vị thấy có nhiều nơi mà ta lễ 500 danh hiệu mà ta chia ra, đừng nói chuyện giỡn chứ.
mà không có lại đâu, người ta gõ, ta ngồi người ta bắt ghế người ta gõ cho Phật tử lại, mà ngồi gõ gõ nhanh dữ lắm, gõ tại vì mình không có lại nên mình gõ cho người ta lại. Mấy bà Phật tử sao lại cũng le lử hết chứ. Cái nhiều cô đi đến chùa gặp những cái nói là tàu ơi tàu, thầy ơi thầy, bây giờ đi đến đây thầy có lại nhanh cỡ nào thì nó cũng không có nhanh. Chứ ngày xưa con lễ thầy, con lễ lộn mèo luôn, thầy ông gõ nhanh quá trời nhanh, chưa xuống là ông ken 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 làm lia làm lịa có tiếng mấy à thầy. Nên lễ sao mà lễ nổi, dữ dằn quá. Thấy chưa, gõ mà ngồi gõ lại vậy á, mà nó ngon hơn gõ nha. Gõ nó không an lạc bằng lại đâu, nó thật sự luôn á. Nên nhớ, nên từ nào đó quý vị coi vậy mà chùa mình lễ được 2000 lại, 2000 lại 4 ngày, chia sẻ Phật pháp thêm 16 buổi. Những đức có khi những đức nghĩ không biết những đức là cái thứ quỷ ma gì mà nó kinh khủng gì không biết, nó thiệt luôn á. 2000 lại mà bị coi những đức la cỡ nào chứ đâu phải những đức dưỡng sức dưỡng gì đâu, nó la muốn rớt cũng họng ra luôn. Còn giảng pháp những đức la ôm sùm chứ đâu phải những đức lên giảng nửa tiếng một tiếng gì đâu, giảng gần 2 tiếng mà ngày 4 buổi, lại thêm 500 lại. Quý vị coi phải làm việc cho Phật Bồ Tát không? Cái này chúng ta muốn tán thán bổn nguyện đó nghe, chứ không phải là nói mình gì đâu. Người ta dẫn dắt câu chuyện để ta tán thán bổn nguyện á. Ý như Đức muốn nói là sức người của mình bình thường có làm được. Bây giờ quý vị coi trong 4 ngày đó quý vị những đức, quý vị về đây quý vị thấy những đức kim hết trơn luôn. Kim hết luôn. Trời ơi. Hướng dẫn tu, giảng pháp, lễ Quan Âm, sắp xếp đậu tràng, làm tất tần tật hết rồi tất cả các khâu khác những đức bố trí. Thì cứ vậy mà làm. Còn cái chính quý vị lên chánh điện để quý vị thấy những đức không? Đa phần là những đức giải quyết vấn đề với quý vị đúng không? Về đây thấy rõ ràng mà. Nó vậy đó mà chiều lên cái là vô niệm bổn sư, cái là tiếng rầm rầm. Đó, cái đó là quý vị thấy kinh chưa? Đó. Nó mà những đức nói không phải là hoàn toàn khỏe đâu. Có khi những đức dở về phòng những đức te tua với cái cần cổ luôn, đau cũng gần chết luôn. Vậy đó mà chút những đức qua giảng pháp là giảng ầm ầm. Bây giờ những đức giảng xong gì này chút về có khi những đức ho một cái mà nó rát cần cổ tới ghê. Rồi đầu tiếng nó khào khào liền vậy mà lên đây giảng pháp là không có gì. Tin không? Phải tin 100% đó. Nè xác thật luôn. Chứ đâu phải những đức nói những đức sức người hay ho gì đâu, mà những đức nói rằng mình làm việc cho Phật Bồ Tát, mình tán thán bổn nguyện Di Đà. Mà cái việc này Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni cũng muốn, mà Phật Di Đà cũng muốn, mười phương chư Phật cũng muốn. Mà cái thằng này nó là phàm phu tục tử mà nó làm vậy thì thôi mình cũng chéo chéo vài cái. Nó thật thiệt, thiệt tình là vậy đó quý vị. Chứ quý vị coi những đức ngồi xuống đức giảng hoài luôn có ghi chép gì đâu. Chỉ có là 16 buổi giảng mà 4 bữa đó là những đức về bỏ ra thời gian nửa phút để ghi được cái đề tài rồi là xong qua giảng rồi đó, ầm ầm vậy đó. Chứ bây giờ những đức có ghi chép cái gì độc thuộc gì đâu, mà 4 ngày 16 buổi thì sao độc thuộc. Người ta tháng chờ gì đó người ta viết được một bài giảng, ta thuộc được bài giảng. Còn cái này bây giờ lên thì nói chuyện thôi. Quý vị thấy rõ ràng cái này những đức ti nói đơn giản, nhưng khi quý vị nghe bị tin Phật pháp dữ lắm. Cái quan trọng là quý vị nghe bị tin Phật pháp, chứ không phải những đức lên giảng mà kiểu bị nghe mà bị nặng đầu óc suy nghĩ gì cái văn tự như đức giảng. Hoặc là quý vị nghe nói thầy này công nhận học thức quá, cao siêu quá, nói chuyện gì mà nhìn ghê gớm quá. Không phải vậy. Quý vị cái điều đó là quý vị chỉ có tính với cái việc ở thế gian. Còn cái điều mà quý vị nghe những đức giảng là bị tin về xuất thế gian đó. Bị tin là có bổ nguyện gia trì, có cái nguyện của Phật Bồ Tát gia hộ. Bị tin chỗ này nữa, ông thầy này ông nói mình nghe được. Ông nói sao mình nghe mình muốn đi tiểu mà không có đi được. Kỳ vậy đó. Không có đi được. Nhiều người nghe những đức giảng mà họ nói họ ngồi tại nhà mà họ không đi được luôn á. Không biết sao á. Nó mà cái đó là duyên dày thôi, chứ người mà không có duyên thì nó cũng đi thôi à. Người mà duyên dày thì nó không có đi được. Mà thật sự là nói nó lô riết thì sao á, nó rút mình, nó hút mình vậy đó. Mà đơn giản cái điều như Đức nói, vị thấy có khi nghe hoài có nhiêu đó đó. Nhưng mà sao bị nghe hoài thấy nó có cái lạ. Chứ nó không phải là dấu. Nhưng mà cái này là những đức tin 100% nhờ mình niệm Phật. Nên những đức trước khi mà qua đây giảng là những đức lại Phật quý vị.
Những đức đều lại Phật không à, lại Phật trước khi đi giảng không à. Những đức cứ lại Phật mà lại bốn chữ nghe, lại bốn chữ. Ít gì những đức cũng lại được mấy chục lại á, rồi những đức mới qua đây giảng. Đó, những đức nói ra là chỉ có Phật gia hộ cho mình thôi, những đức tin Phật chứ lắm. Chứ mình có khả năng gì giảng thiết mà người ta nghe được, mà bao nhiêu con người ngồi đâu phải vài ba người đâu mà người ta nghe được. Đó, đó là cái điều bởi vì phải nhận thức rằng cái pháp môn tịnh độ này là cái pháp môn rất là đặc biệt, rất là thù thắng. Nên nhiều người á, người ta đi đến cái chùa mình, người ta nói là cái hàng Phật tử của chùa mình đúng là chịu tu thiệt. Quý vị biết rằng quý vị gặp một ông thầy không chịu tu nên quý vị chịu tu theo. Chứ nếu như quý vị gặp ông thầy mà ông thích đi vòng vòng, quý vị cũng đi vòng vòng à. Chứ làm sao, ông dẫn bị đi đâu, bị đi đâu đó. Nên mình gặp Phật Pháp, gặp duyên không đồng. Mình mà gặp nhân duyên đặc biệt, đúng thờ thì tuyệt lắm. Còn nếu mà mình gặp mà cũng gặp Phật Pháp mà mình gặp vòng vòng là mình vòng vòng luôn. Nên những đức khuyên quý vị từ hôm nay đừng có đi kiếm nữa. Hãy kiếm A Di Đà Phật trong đời này, này đi. Đừng có kiếm ai nữa chứ nha. Kiếm cái gì? Bây giờ nói vài câu, nếu người niệm Phật mà gặp, quý vị gặp thì họ cũng nói vị khuyên niệm Phật à. Còn bây giờ những đức nói với vị nghe là những đức nói xác thực đó. Xác thực là những đức làm cái việc này luôn. Vừa một người tăng quèn mà những đức bị què đó nè. Quèn mà què. Vậy đó mà quý vị coi. Bên cạnh những đức, những đức làm, thấy không? Quèn mà què. Đó. Trời ơi, những đức ngồi suy nghĩ nói trời ơi trời. Ngoài đời mà mình nói kiếm một phần tiền nho nhỏ thôi, gì đâu mà nó chằng ai vai cũ gì đâu. Làm mười mấy năm cho thành phố mà thật sự mà nói có cái gì đâu chợ. Nó kiếm cây vàng cứ vợ mà kiếm ra. Mười mấy năm cho thành phố làm luôn, làm muốn chết luôn. Ăn nhậu bê ta hư hỏng té xe ạch ạch chó vượt. Có lần chó vượt, có lần vượt chó. Ồ thế ghê thiệt, có lần vượt chó luôn, nhậu xỉn vô hết biết gì, vượt chó chạy quá trận. Còn nhậu chưa xỉn thì bị chó vượt biết chạy. Còn nhậu xỉn quá ba trận luôn, vượt chó luôn. Té xuống ạch, xuống ói tại chỗ, lăn lóc trong cái tấm ói. Xong bắt đầu là chó lỡ, chó nhìn tưởng đâu quỷ, chó chạy. Gì đó. Vậy mà gặp Phật Pháp, gặp tịnh độ niệm Phật. Vậy mà bây giờ coi kìa, ngồi nghe kìa. Ngồi nghe chăm chú mà nhìn, trời ơi, nhìn mặt mày, nhìn thấy gớm mà cứ nhìn hoài. Kỳ cục ghê, quý vị thấy. Phải là nhờ cái công đức niệm Phật không? Có quang minh phổ chiếu không? Những đức nói những đức mà không đi tu nghe, tất cả quý vị ngồi trong đây, quý vị nhìn những đức quý vị muốn quýnh không? Chứ đừng có nói mà nghe. Quý vị nói bây giờ quý vị tin niệm Phật không? Phải chi mà con người này á, mà họ đi Đông Tây Nam Bắc, họ đi tìm tùm lum tùm la, họ cầu học tá lã âm binh. Thì vị nói là do đi quá nhiều, nó biết nhiều quá nên nó giảng kích liệt luôn. Nói làm chi, dầm dao làm sao dám bì với ông này. Cái ông này ông biết nhiều quá. Còn bây giờ vị coi những đức là xác thực 100% luôn. Từ khi mà những đức gặp Phật Pháp tới giờ vị biết có cái đậu tràng nào mà những đức biết đâu. Những đức đi đến Vũng Tàu này, quý vị hỏi những đức từ đây qua Đại Tùng Lâm, Đại Tùng Lâm dưới đây, quý vị hỏi những đức thầy có biết thêm chùa nào ở đây không? Không có biết chùa nào hết trơn, thấy chùa chứ chưa vô lần nào, chưa vô chùa nào hết trơn, không có biết chợ búa nào hết trơn, không có biết ở đâu hết trơn, chỉ biết vậy đó, chỉ biết đây qua Đại Tùng Lâm, Đại Tùng Lâm đi về đây thôi, không có biết thêm ở đâu. Ngày xưa trên tỉnh Thất Quan Âm 5 năm gì, xuống Đức Trọng có chút xíu cũng không biết nữa. Không có biết, muốn ở chùa thôi, chỉ niệm Phật thôi, lo cho người trong chùa thôi. Ai đến thì lo, không đến thì thôi. Cứ vậy không đó, mà niệm Phật hoài vậy đó. Mà niệm giết rồi bây giờ quý vị coi, từ một con người gì đâu. Vậy đó mà bây giờ quý vị coi, nói chuyện người ta nghe ào ào, dẫn dắt người ta tu ì. Nó rồi mỗi ngày chia sẻ Phật Pháp được. Các trang chia sẻ tá lả, bấm chỗ nào cũng thấy cái mặt như Đức. Bấm thí bấm đại cũng thấy cái mặt như Đức nổi lên. Viết mà bây giờ mỏ nhọn thành mỏ méo luôn. Ta làm hình ảnh tùm lum tùm la, méo xộm tứ tung lăng tan. Vậy mà ta cũng nghe. Thì coi á, Niệm Đức muốn nói với vị nghe là cái bổ nguyện niệm Phật này nó quá vĩ đại rồi.
từ một con người như những đức như vậy mà bây giờ bao nhiêu con người nghe vậy, quý vị nghĩ sao? Những đức muốn nói những điều này là tặng đáy lòng mình rồi còn gì nữa. Quý vị thấy có ai giảng pháp mà nói mình đến mức gì không? Những đức muốn dùng cái cách để tán thán tịnh độ bằng một cách hạ mình thấp nhất. Mà thật sự vậy chứ hạ gì? Nói thật mà hạ gì chợ? Tôi là nghèo mà làm ăn không ra tiền mà hư hỏng, nhậu nhẹt đủ thứ thủ đoạn hết trơn á, chứ đâu phải là tôi ngon lành gì đâu chợ. Vì mà tôi chỉ có niệm Phật đó, nhưng mà cuối cùng tôi nuôi cái bà già. Sao kỳ cục, chứ tôi hồi xưa tôi nuôi gái chứ đâu nuôi cái bà già. Nếu mà ông chờ mà cho những đứa có phước có tiền là những đứa sẽ nuôi nữ trẻ ngoài đời, chứ đố mà nuôi cái bà già, nuôi cái bà già làm chi, có được gì đâu. Hiểu không? Nuôi bà già có được gì đâu. Vậy mà niệm Phật cứ không nuôi bà già, mà nuôi người già thì nuôi người trẻ luôn, để người trẻ nuôi người già. Bây giờ tự nhiên hình thành một tư tưởng luôn vậy đó quý vị. Hình thành một tư tưởng, gặp là đưa lên tư tưởng được kịch liệt luôn. Ngày xưa gặp cái là bạn bè gặp nhau hỏi, chắc đi làm vài chai, sáng nay chưa có chai nào chứ sao thấy nó lạnh lạnh sao. Thấy chưa, bàn cái gì đâu không à. Còn có khi bữa nghèo quá không có tiền, đi ra ngoài cái đường Sương Nguyệt Ánh chẳng, cái đoạn đường đó thì đường đẹp, bắt ghế ngồi nhìn xe chạy qua chạy lỡ, thấy nhỏ này chạy ngang nhìn theo, nhỏ cái chạy lỡ nhìn theo, hai thằng ngồi bàn, nhỏ này tròn nhỏ kia méo, cứ ngồi tàu lao không mà vậy đó. Thấy tàu lao thấy ghê chưa? Một người tàu lao những đức mà niệm Phật mà bây giờ nói chuyện người ta nghe ào ào, người ta ngồi dưới kìa, ngộ ghê chưa? Đó tôi nói rõ ràng đó, quý vị có tự tin không? Quý vị có tự tin, quý vị giảng tịnh độ không? Tự tin chứ, người gì mà con giảng tịnh độ được mà nói cái gì nãy giờ, nói gì đâu, nói gì đâu, nói hoài kỳ cục, ngồi nghe được mà cừ. Mà tự nhiên mà quý vị nghe những đức lại, quý vị thấy quý vị có sự tự tin liền, tự tin học Phật được. Mà nhiều người ta nói vậy nè, con nhờ nghe thầy giảng mà con học Phật đó thầy, con hư thích ghê luôn, mà con nghe thầy con thấy thầy còn hư hơn con. Con thấy con học Phật được. Hồi xưa con nghe pháp á là con cứ nghĩ là quý thầy là thiện căn dày quá trời luôn, cái thầy mới được đi tu. Còn con cứ coi con là người không có thiện căn nên làm sao con tu được trong nhà Phật. Nhưng mà từ khi con nghe thầy là con thấy con tu được á. Nói thì sao mà ta thấy người ta tu được là ngon rồi đó. Vậy thì pháp môn tịnh độ này ai mà niệm Phật không được giảng sanh? Ai cũng được giảng sanh đó. Nghe chưa? Cái bổ nguyện của Di Đà cũng như là một mẻ lưới dày vậy đó. Trứng nước cái gì ngày cũng vớt sạch đó. Chứ không phải là gọi là cá không đâu. Trứng nước thì cũng vớt luôn. Muốn vô mẻ lưới là ngày vớt sạch, vớt hết, vớt gì được lạc hết, dùng cái bổ nguyện để vớt. Hiểu chưa? Thì niệm ngày ngày vớt, niệm ngày ngày vớt, không niệm thì vớt không được. Tại vì không niệm thì không cảm bổ nguyện. Nên mình niệm Phật thì ngày vớt. Nó gọi là quang minh Phật A Di Đà soi gọi tìm người niệm Phật. Quý vị là người niệm Phật là đang được tắm mình trong quang minh của Phật. Vì ngồi đây mà nghe tán thán danh hiệu Di Đà, quý vị biết không, quý vị đang tắm mình trong quang minh mát không? Mát nó mới cười nè, gặp mà nóng sao cười. Nên coi cô nói tờ công nhận cô thấy gì đâu, con nghĩ Phật pháp không thể nghĩ bàn. Ngày lễ ngồi nghe chặt tức, chặt quá trời chặt. Mà sao mà nó không có nóng? Những đức nói hoàng minh sồi gòi mà nóng cái gì mà nóng. Có nói ngộ ghê, mồ hôi đổ ướt mình mà chút mát lạnh. Nó đúng rồi, mồ hôi đổ ướt mình chân thì nó mát. Cô nói gì cũng đúng hết chứ. Người địa Phật sao nói gì cũng đúng như ngủ quá. Hiểu không? Nên quý vị biết rằng quý vị ngồi gì nè, quang minh Phật đàn ngày chùm xuống. Chùm xuống. Quý vị thấy sung sướng cái nào chưa? Quang minh là chùm xuống, quý vị nghĩ sao? Ngồi cứ là hút hít cười hoài. Quang minh chùm xuống mà cười hút hít hoài vậy đó. Lạ vậy đó. Mà có khi cũng đau chân, nhưng mà trong lòng nói không có gì đau. Thầy giảng tao cừ, mày đau kệ mày. Thấy chưa?
Cái tâm đó mà ngồi gần 2 tiếng đồng hồ đó chàng. Nên những đức nói là mấy cái cô mà ủng hộ tinh thần những đức giảng đó nghe, mấy cái cô này sau này phải giảng sánh trước những đức đó. Cái công đức vô lượng vô biên mà. Không có mấy cô những đức giảng pháp cũng không có hay mấy ngày lễ gì đâu. Nó thiệt luôn á. Những đức thần nghĩ là cảm ơn phái nữ đi ghê. Ủng hộ tí sợ thiệt. Phái nào cô ủng hộ nữa mà mấy ông không có đông bằng. Mấy ông coi kìa, 1, 2, 3, 4, 5. Mà 5 hàng lùn. Không được 5 hàng dài nữa mấy ông coi. Mấy ông có phần nửa chánh điện mà 5 hàng. Còn mấy ông nhìn xuống bên dưới đi. Ông nhìn kinh chưa? Không mà công nhận nha, những đức cũng có duyên với người nữ đông thiệt nha. Con nít nhỏ, con gái nhìn nó cũng quý mến những đức nữa. Chắc cái duyên nhiều đời nhiều kiếp chứ mình cũng gieo duyên với mấy bà này dữ lắm. Không, nhiều đời nhiều kiếp mà mấy bà khó khăn này kia rồi mình vớt hết á. Rồi mình lo lắng rồi mình quan tâm, thấy không? Bây giờ chắc cũng thiếu nợ tôi nè. Nên nơi nào tôi giảng là ngồi chờ, ngồi đau chân đau cẳng, ngồi cừ, hú hí chứ không phải giỡn đâu. Chứ gặp mà họ mà không có nhân duyên gì với mình, không có ngồi họ vui gì đâu chờ. Họ ngồi nghe một chút rồi họ đứng lên rồi đi ra à. Vì sao họ không có lợi ngồi nữa, họ ghét. Mà này họ quý mến là có duyên nhau đặc biệt lắm á. Không kệ đi, mình cứ kết duyên gì đời đời kiếp kiếp đi. Mình về cực lạc rồi mình trở lại đây mình cũng độ sanh. Hiểu chưa? Không mà mình có duyên gì nghe, mai mốt mình về cực lạc mình trở xuống lọt á. Mình xuống nguyên nhóm này luôn á. Mấy vị coi á, cái người ta mà lập ra cái nhóm Di Đà là do gì? Người ta đã có nguyện Di Đà mà ta đến đó ta lập thành cái nhóm Di Đà, làng Di Đà cho vị biết, không giỡn đâu. Nên mình mai mốt mà nguyên một cái vàng này từ cực lạc xuống á, mình lập ra cái xã Di Đà. Đông quá rồi thành cái xã Di Đà, đúng không? Ồ giỡn đâu nghe, ủng hộ tinh thần ghê lắm. Từ nơi đó là nghe nói tán thán Di Đà là ai cũng thích chứ nha. Tại vì nguyên nhớ mới cực lạc mình xuống lượt luôn. Tại vì mình có cái nguyện đi độ sanh nên mình đi lần, mình đi lần là vài ngàn người vậy đó. Ồ thế giới cực lạc mà đi vài ngàn người ăn thua gì. Trời ơi, thằng thông diệu dụng nó chỉ cần búng tay cái thôi là mình đi tới quốc độ đó rồi. Chéo. Thí dụ như tất cả các cô là nữ gì nghe, mấy cô nữ gì đó mà mấy cô đi độ sanh đó là tự nhiên cái duyên của người nào đi đến cái quốc độ đó làm nam là làm nam, còn người nào đi đến quốc độ đó làm nữ là làm nữ ha. Rồi cái nam nữ đó đó nó gặp nhau đến quốc độ đó có khi nó làm vợ chồng nè. Tại vì sao? Nó phải đi độ sanh, nó phải làm đa dạng luôn, nhưng mà nó không có bị trở ngại gì cái chuyện giải thoát hết trơn. Nó chỉ là hình thức của cái cảnh đó thôi, chứ ngoài ra nó không có bị một cái gì thối chuyện, không có thối đọa nữa. Tại vì người đó cực lạc rồi sao thối đọa. Quý vị có đi làm vợ làm chồng ai, quý vị cũng không có bao giờ thối đọa. Mà quý vị chỉ là thị hiện đến với cái nhân duyên gặp người đó với cái nguyện mà đã từng phát ra, rồi đi đến đó làm vợ làm chồng của nhau trong một cái thời gian ở cái cõi đó để độ sanh thôi, rồi trở về cái thế giới cực lạc lại. Trời ơi, có gì đâu sợ. Hiểu không? Mà mình ít bao giờ mà mình đi về cực lạc rồi mà mình trở lại mà mình gặp mấy anh chồng lũ đạn lắm. Không bao giờ có. Gặp mấy anh chồng ngon lành không à. Chồng toàn là chồng dễ thương, chồng hỗ trợ mình tu, không có trở ngại nhau gì chân á. Ít có, hiểu không? Tại vì cực lạc xuống mà. Nên sau này tất cả mấy cô ở trên cực lạc đi độ sanh á, mấy cô có thằng thông, mấy cô bay dèo dèo vậy đó. Ồ nghe mà nó mê gì đâu. Thấy không? Cái cảm giác mà khi mình nghĩ mà lúc mà mình ở thế giới cực lạc không, mà khi mình đi độ sanh vậy đó nghe. Nhưng mà tất cả chúng ta đang ở cực lạc bình thường. Mình đi độ sanh nhưng mà mình ở cực lạc bình thường. Tại vì người ở thế giới cực lạc có cái năng lực gọi là phân thân đa dạng. Phân thân gọi là muôn vạn cảnh giới luôn. Nhưng mà mình vẫn luôn luôn ở cực lạc bình thường. Còn cái này mới là cái tuyệt chiêu.
Ngày xưa những đứa có một cái nghĩ gì nè quý vị. Những đứa nghĩ, ồ, ở cái cõi này khổ quá, vừa về cực lạc cái đi nữa, vừa về cực lạc cái đi đủ sanh tiếp tục nữa. Vậy thì cái cảm giác ở thế giới cực lạc làm sao? Những đứa có đặt câu hỏi, đặt câu hỏi trong tâm mình vậy luôn. Sau này những đức đọc những quyển sách chư tổ sư, những đức mới ngộ ra là ô, thì ra mình về thế giới cực lạc rồi là mình luôn luôn ở quốc độ cực lạc. Nhưng mà mình có năng lực phân thân, y gan di đà không có khác. Mình đi đến những quốc độ nào có duyên mình độ sanh, nhưng mà bản thân chính của mình vẫn ở cực lạc. Ồ, quá tuyệt. Trời ơi, nghe mê gì đâu. Đúng không? Nó nên từ nơi cái tâm đó mà bây giờ mình ở đây mình có buồn ai chứ nghe. Bây giờ mình là người niệm Phật, mình tu, mình xem lại cái tâm mình đi. Mỗi năm mình có bớt buồn người khác không? Bớt giận người khác không? Bớt là có kết quả. Còn nếu như mà mỗi năm mà càng giận nhiều thì không có kết quả. Thấy không? Tu kiểm nghiệm nghe. Bây giờ mình muốn về cực lạc không? Muốn. Như vậy thì muốn gì cực lạc, vậy ở thế gian này trả nợ vui trả không? Hả? À, vui trả nợ hết. Thấy không? Trong hoàn cảnh thuận nghịch gì cũng vui trả nợ hết. Rồi bệnh đau cũng muốn đi tìm bác sĩ không? Ờ, à, không ít quý vị. Thấy không? Nhớ nè, phải toàn tâm toàn ý tìm Di Đà thôi, chứ không có muốn tìm bác sĩ. Thì nhất tâm nhất ý của mình thì chắc chắn mình sẽ giảng sanh. Hiểu chưa? Ờ, đó. Nhưng nếu mà mỗi ngày mà bệnh một chút thì đi tìm bác sĩ, thì sợ cái nhân nó thành quả sau này, khi cuối cuộc đời. Như cái cô mới đây nè, người ta ở ngoài Phú Yên buổi sáng đưa đi đó. Mà cái cô này là cô bị bệnh ung thư tử cung. Mà một thời ung thư tử cung với bà là đi mất tiêu hết, chết hết trơn. Mà chết cách nay 5 năm là trong cái phòng ung thư tử cung nó chết sạch nhất hết. Mà còn đúng con của bà này. Mà bà may mắn được người ta tặng cái máy nghe pháp này nè, chiếc máy V52 này. À, rồi bà cầm bà nghe, bà nghe xong thì bà tìm đến chùa mình cộng tu được 3 lần. Bà đặt một cái lo cà rao của chùa và cái điệu lễ Phật. Như vậy mà bà về nghe, bà niệm Phật, bà lễ Phật, mà bà kéo dài thời gian 5-6 năm, bà được sống. Rồi bắt đầu là mới lễ Viếng Quan Âm đây, làm như cái bà này bà quá tâm huyết làm sao quý vị. Bà nghe những đức giảng bà quá tâm huyết rồi. Nói là chỉ có cầm chiếc máy này nghe thôi, mà bà nghe quá trời nghe. Bà nghe mà càng nghe bà càng thâm nhập với niệm Phật. Bà muốn giảng sanh không? Bà không có muốn cái gì nữa chứ. Không, chiếc máy V52 này, bởi vì chiếc máy này đưa đi hay lắm. À, có nhiều người ta nói mà ta cầm chiếc máy người ta nghe mà ta cười suốt. Nấu cơm cũng cười, đi đâu cũng cười, giết chồng nó bộ mày khùng sao mày đâu mày cũng cười hoài. Kỳ cục ghê, bà nói là chịu không nổi với những buổi giảng luôn. Cười á, và thầy giảng vui mà mắc cười á. Rồi bà tự nhiên họ nghe với họ quên buồn, không còn buồn ai được nữa. Rồi niệm Phật, chỉ có chiếc máy này thôi mà trong đây có phương pháp tu đầy đủ hết luôn. Lễ Phật, phương pháp tu, niệm địa chung, rồi hộ niệm gì có sẵn hết trong đây. Mà hơn 1000 buổi giảng nằm trong đây luôn. Đầy đủ quá mà cái thẻ nằm trong, không có ai lấy thẻ ra được. Ồ, Nhân Đức làm, Nhân Đức tính kỹ lắm, nó thiệt luôn. Hồi xưa mà Nhân Đức thấy có vị thầy làm máy, ông tặng cho đệ tử không? Vậy mà mấy thằng đệ tử nó lấy thẻ, nó chép cái khác, nó nghe tùm lum. Chính mình nhìn thấy, mình nói ô, vậy thì tới đời mình làm máy mình phải tính. Tính mới được. Thẻ trong hết trơn, không nghe thì cho người khác, chứ không có lấy cái máy ra được. Không có lấy, không có mở ra được luôn. Nên khi bị đặt cái máy này bị cho người ta là người ta nghe, không nghe là phải đem đi cho người khác. Nhưng mà đã nhận mà không nghe là quý vị gán chịu nghe. Người ta tặng cho mình mà mình không nghe, mà mình bỏ đại cho hư là mình gán chịu nghe. Quả báo nghe chứ không có giỡn đâu. Nó phải đi tìm cái người cần nghe đưa cho người ta, mình đã có công nhận
mà mình không nghe, mình phải có cái công đi tìm người ta đưa cho người ta nghe. Đúng đó, hiểu không? Còn máy niệm Phật mình mà dư nhiều quá, hiểu không? Mình chưa nghe kịp thì mình đi kiếm, mình đưa cho người ta nghe thì mình có phước, mai mốt tiếp tục sẽ có người đưa mình nữa, phước báo mà, hiểu chưa? Đó, quý vị coi như cái đèn bông sen này thôi, nói để bàn thờ thôi, quý vị nghĩ sao? Ông bà mình đang ngồi bàn thờ nheo nhóc trên đó, chưa siêu ngồi trên trên tối ngày chờ cốc ổi mía rim đi cúng đó. Thắp nhang rồi cốc ổi mía rim rồi cúng, ngồi trên đợi trên đó. Bây giờ đem cái đèn bông sen này về bắt cái điều hộ niệm để bàn thờ suốt vậy đó. Rồi cứ ngày hai lần bật những buổi pháp của Như Đức giảng cho ông bà nghe. Nghe giết ông bà ngồi bàn thờ cười hú hí chứ. Ừ, rồi nghe thời gian, rồi mình đi vô đây nè, mình đi đến đây nè, mình nói nè, hôm nay con đi vô chùa thầy Nhân Đức ở trong đây, chùa Bà Thượng xây nhưng mà thầy Nhân Đức coi, từ nơi đó ông bà muốn đi theo đi, nói trời tao bị hởm vậy, tao đang chờ mày đi nên tao đi. Hiểu không? Người ta là phần vô hình thì ta lên xe ngon lành, lên máy bay ngon lành chứ ăn thua gì chứ nghe, hiểu không? Hoặc là người ta trong một ý niệm thôi là người ta đi đến đây rồi, hoặc là người ta thích đi theo mình thì theo mình nè đó. Còn nếu không thì một ý niệm người ta là tới đây rồi nó, hương linh là người ta chỉ ý niệm, còn nên Khổng Lão Vô Tử nó là du hồn mới biết chứ, du hồn là trong một niệm nên đi đến nơi đó là ngao du được á, du hồn. Nên á, cái đèn bông sen để mà thờ xuyên suốt, bắt điều hộ niệm xuyên suốt luôn để vậy nè. Rồi một ngày hai lần bắt pháp cho phần âm trong nhà nghe, nghe để mới biết được cái pháp này thù thắng đó quý vị coi. Chỉ có cái máy này thôi mà cái cô ung thư tử cung đó cô nghe, cô nghe viết rồi cô thâm nhập cô niệm Phật, vậy mà viết quan âm cô ra đây cô lại 2000 lại, cô lại xong rồi quý vị biết cô vô chiến này, cô vô đây là để chi không, đi giảng sanh đó. Chiến này đi vô đây, từ Phú Yên vô đây là đi giảng sanh chứ không phải là đi vô đây bình thường. Quý vị biết vì sao vậy, nói câu đó không? Bà làm hình thờ sẵn cầm theo luôn, nó nói vòng vo hay chứ, cầm hình thờ luôn, làm hình thờ luôn, làm hình sẵn hết, chuẩn bị sẵn hết. Rồi ở nhà nói với mấy đứa con luôn là mẹ muốn mắt trong chùa, giảng sanh trong chùa, quý thầy lo đi thiêu, đây là tâm nguyện nghe chưa, ghê không? Rồi ung thư tử cung vậy đó mà một mình đi vô đây, đi vô đây lại quan âm được 2000 lại xong, lại xong rồi đi vô vòng hộ niệm nằm luôn, hỏi cả ngày sắp xếp. Cái vòng hộ niệm đâu có phải là ai đưa vô đó nằm đại đâu, mà bà này bà vô đó bà nằm đó, vô vòng hộ niệm bà nằm trước trong luôn. Rồi xong bà nằm ở trong đó, bà nói với mấy cô chăm bệnh, bà nói là tôi sắp đi rồi đó. Trời ơi, ghê chưa? Nói bây giờ tôi có 3-4 chỉ vàng, 6-7 triệu đưa cho thầy Nhân An, đưa cho thầy Đức giùm, nhờ thầy Đức lo hậu sự giùm cho tôi. Ghê chưa? Ở đâu xa vờ nghe pháp chưa biết mặt, Nhân Đức chưa biết mặt luôn đó quý vị. Mà nghe pháp Nhân Đức có bận biểu, Nhân Đức có gặp mặt ai đâu, không biết mặt gì luôn, mà chỉ hướng về nghe pháp niệm Phật thôi. Vậy mà vô đây làm hình sẵn chuẩn bị hết. Hồi tối mà tranh thủ gì, gia đình con cháu con nghĩ ở nhà còn người này người kia nên muốn đem cái xác bà về. Nhân Đức kêu lên, Nhân Đức nói chuyện, Nhân Đức nói tâm nguyện của cha mẹ. Tự nhiên bà nghe Nhân Đức chân thật, Nhân Đức chưa có biết cái gì bả, nhưng mà Nhân Đức nói vậy đó, tâm nguyện của mẹ, mà bây giờ mình phải làm tròn tâm nguyện mới đúng đạo hiếu. Còn muốn cái gì thì thiêu xong rồi đem hũ cốt về và làm bàn thờ, rồi muốn chôn gì đó là chôn, nhưng mà bây giờ phải làm tròn tâm nguyện của bả. Chứ hồi xưa có cái bà kia cũng vậy, bà có cái nguyện vậy đó mà con cháu nó không làm, cuối cùng vậy mà đem cái xác bả về, vậy mà hồn mới đi theo, cuối cùng đi về nhà vậy mà nó làm cho gia đình chết thêm 2 người nữa. À! Không, ghê lắm, mới đơn giản đâu kia, mà cẩn thận kia. Rồi sáng nay đưa đi thiêu cũng tròn tâm nguyện người ta đấy chứ. Mình làm cái gì chứ mình làm tròn tâm nguyện cho người ta là công đức vô lượng, không giỡn đâu. Tâm nguyện người ta bà cảm ơn biết bao nhiêu, mà nói trời ơi con không uổng công con nghe thầy giảng, cuối cùng chính thầy là người giải quyết vấn đề giùm cho con, thấy chưa? Không, Nhân Đức nuôi người già, Đức gặp nhiều trường hợp lắm. Như bị hởm ông cụ ông, thấy không?
Mà khi mà đám của ông mà trời mấy thằng con trai nào nấy mặt. Lúc mà tượng ấy đâu, lúc chết rồi đem xác về. Mà tâm nguyện của người ta mình cũng hết lòng, mình nuôi người ta mà mình không hết lòng, mà những người còn ở lại ai tin tưởng mình? Mình nói làm, mình làm cho tới chứ giờ mình nói thôi kệ lo tới đây thôi tùy duyên. Vì thì cái người sống với mình ai yên tâm sống với mình đây? Phải chơi cho tới bờ tới bến không được thì thôi. Hiểu không? Muốn gì muốn chứ. Cuối cùng nhà Đức nói bây giờ ổng có cái nguyện này. Nhà Đức kể mấy câu chuyện đâu đó. Khi mà đem về nó giặt mấy đứa cháu. Người sống thì thôi đi. Mà ta mất rồi phải tròn tâm nguyện chứ, chết rồi mà nó sân si á. Thấy mình làm ngược lại á. Giống như cái câu chuyện á, thấy chưa? Cái câu chuyện mà ông già này ổng làm thiện nhiều á. Đúng với ông sanh cổ chờ á. Vậy mà khi ông gần chết nói con cháu là khi ổng chết làm đồ chay nghe, đồ sát sanh nghe chưa? Nó dạ 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 chứ mà nhà giàu quá. Cuối cùng ông vừa chết xong nó nghĩ rằng làm ăn lớn nhà giàu, mà bây giờ làm đồ chay thì bạn bè cười chê. Nó vì sĩ diện thế gian mà. Cuối cùng nó làm đồ mặn, nó giết nó mấy con bò, mấy con heo, vài chục con gà, mấy chục con vịt, hai con chó. Giết quá trời luôn. Cuối cùng 7 ngày sau sắp sửa mà mặn từng, ổng về, ổng nhập vô cái thằng con trai mà con của thằng thứ hai, thằng nhỏ nít đang ngồi chơi với bạn bè, nhập vô đứa cháu. Đứa cháu lại chỉ vô mặt ba nó. Ba nó mày làm mày chỉ vô mặt tao mày. Xong lúc đó nhỏ nít mới nói chuyện nè, nói tao đã nói với mày rồi, khi tao chết đi làm được trai rồi tao, thì sao mày hứa rồi mà mày cãi lời tao. Ê cái thằng nhỏ mày làm như vậy, mày muốn cái gì? Sao nhỏ này nó kỳ cục quá trời. Nó này vậy mày là ai? Là thằng trai á, ổng á, thằng ba này đó, mày là ai? Nó, tao là cha của mày nè, tao không biết ừ. Là cha của con hả? Cái gì vậy ba? Nó do mày sát sanh, đúng ra tao sanh cõi vợ thôi, hưởng phước rồi. Vì mà mày sát sanh hại mặt mày cúng, cuối cùng tao giữ mấy con heo chứ. Tao giữ sạch mấy con đó, chừng nào mấy con đã siêu thoát hết rồi tao mới đi. Kinh khủng không? Nó cha mẹ mất mà không giúp. Ấn Tổ ngày nói giống như người thế gian thương cha thương mẹ, giúp cho cha mẹ mà giống như là cha mẹ té giết mà luyện đá theo. Phải luyện đá theo không? Cả đời của cha mẹ mình có khi tạo nghiệp. Khi gần chết thì chúng ta lỡ khóc, lúc còn sống thì chúng ta lại ít ngó ngàng vì công ăn việc làm ăn kinh tế. Mà mình nói mình có thời gian về thăm cha thăm mẹ. Rồi khi mà gần chết thì mình lết vô mình khóc. Sắp sửa chết thì mình nắm tay mình kéo. Nắm tay mình kéo. Giống như có bà già bên kia, bên đạo tràng bên kia. Bởi vì như nó ở trong chùa mà không cố gắng, cấm cái tâm ở trong chùa. Bà cứ ở trong chùa mà nghĩ cháu bà rước bà. Cuối cùng bà yếu, bà lớn tuổi, bà chưa yếu gì mấy. Vậy mà mấy đứa cháu nó vô nhích cái rước bà về. Vừa rước bà về xong quý vị, chiều lại chết queo. Trời ơi là trời, cái nghiệp duyên thấy ghê không? Mà bà chết bà le cái lử, chụp hình nó gỡ vô chùa. Mày gỡ chùa chi mày? Le lử kể bà tự nhiên mày chụp hình gỡ vô hỏi thầy ơi, chúng con thấy sao mẹ con chết bà le lử kỳ cục ghê. Hỏi mày về mày làm gì mà nói bà le lử chứ. Nói lúc mẹ con gần chết, 4 đứa con, 2 đứa 2 tay 2 đứa 2 chân nó gịch. Nó gịch. Mà gịch bà le lử là phải ngồi. Cháu là trời. Nó gịch, nó khóc quá, nó gịch. Nó gịch bả rồi nó nhặn cái ngực bả, nó đè bả. Kêu mẹ ơi đừng bỏ con mẹ ơi, nó quặt bả, nó hắt hắt bả. Cuối cùng bả chết. Bả le cái lử ra, cháu là trời, nó chụp hình nó gỡ vô kêu thầy cầu siêu giùm, nói mày cầu siêu đi. Tao nói bả không nghe, cầu siêu cái gì? Ôi quý vị thấy chưa, mình tuổi già mình kiếm cái nơi mình đi đến để dưỡng cái tuổi già mình, sau này mình siêu thoát. Con cháu mình nó không biết tu á, mình dù niệm Phật nghe mà nó quật mình một phát là rớt á. Tại vì mình chưa đạt được công phu sanh tử tự tại.
mình phải được sự hỗ trợ. Ví dụ như bị trong chùa đi, khi bị cặn tử nghiệp, những đức bước đến, những đức nói niệm Phật giảng sanh, hỗ trợ mình, có ai đụng chạm mình đâu. Còn ở nhà thì một là đưa đi bệnh viện, còn hai là còn nước còn tát, nó tát giết mà mình le lử luôn cho được đó người ta. Hiểu chưa? Ghê chưa? Đó, nên quý vị biết rằng mỗi lần mà đáo là thì Đức đều nói với mấy đứa con, Đức nói là về làm trai nghe chưa, niệm Phật hồi hướng nghe, mua gạo cho người nghèo nghe, đặt máy nghe pháp cho người ta nghe, tu phước duyên để hồi hướng cho mẹ cha nghe không. Mỗi năm đám dỗ không có được làm đồ mặn, muốn ăn mặn thì ăn cái ngày khác, cái ngày đám dỗ, cái ngày cha mẹ chết đừng có ăn, vì cha vì mẹ một chút đi nghe. Gì đó không, mà cái mặt như đó gì chứ hù nhiều người sợ lắm nha quý vị, hù nhiều người sợ tới ghê. Mấy ông cụ già mà mấy con kinh kênh không xuống như đức nào mẹ sao như đức giải quyết vấn đề. La thằng kia, cái kia cũng sợ, cũng sợ. Còn mấy thằng đi vòng vòng sau lưng như đức làm nè. Mấy cô vô chùa, mấy cô nói trời trời sợ quýnh thầy tới ghê. Đi kinh kênh sau lưng không phải đơn giản quý vị ơi. Trời là trời nuôi người ta, có khi những người ta biết ơn, người ta cảm ơn. Có những người ta không cảm ơn mà người ta còn hỏi sao mà cha mẹ tôi chết. Nói bây giờ già thì chết chứ không lẽ mày cũng chết để cho đừng nói chi mà già. Trời là trời nuôi, lúc nuôi mày không có tới đâu, mà lúc chết mày hỏi nuôi sao mà chết. Mày cũng chết để cho đừng có nói chi mà già mà không chết. Ngộ ghê, nó hỏi nhiều câu kỳ cục tới ghê. Hiểu chưa? Nên từ nơi đó không phải chuyện đơn giản đó quý vị. Nên con cái á, con người người ta lo làm ăn giết thì có khi người ta không có biết gì cái đạo nghĩa đó quý vị à. Không biết, không biết làm sao là giúp ông bà cha mẹ chứ á. Người ta làm theo kiểu cách thế gian thôi à. Có khi chết xong rồi bắt đầu là kêu vàng trống, vàng kèn, vàng đờn đến nó thổi. Nó thổi mà mình rầu rĩ, muốn đứt ruột. Thổi trời ơi. Mình đến là cha mẹ chết, mình khổ là chết luôn mà nó thổi. Rồi, ôi, tê tảm chưa? Rồi bắt đầu nó hát, nó kiếm vàng nhạc sống về nó hát. Trời, giống như mà chết rồi. Chết rồi bắt đầu là nó nghỉ ở trong nhà này đỡ một chén cơm hay sao. Hát đó là vui, mà đã là cha mẹ chết mà hát cái gì trời. Hiểu không quý vị, coi đúng không? Mình phải hiểu chứ, tự nhiên à. Nhưng mà cái tục lệ thế gian làm nhiều quá, nó làm theo. Rồi bắt đầu là có nhiều người, quý vị thấy thê thảm không? Mình vừa chết xong rồi bắt đầu là kêu người ta lỡ coi ngài, lỡ coi ông này, ông lỡ ông coi, bấm 2 tiếng sau liệm tốt. 2 tiếng không niệm Phật niệm gì chứ đi liệm liền. Hiểu chưa? Tốt, bấm 2 tiếng sau tốt. Dạ thưa, 3 tiếng thì sao? 3 tiếng bấm 3 tiếng có người chết theo. Chà ơi, vậy thì 2 tiếng liệm liền, không trễ 1 giây. Lạ kỳ chưa? Không có biết cái gì là giúp hết chứ. Nên quý vị thấy không, thê thảm đời mình chưa? Nên mấy bà già kiếm chỗ đi. Thấy không? Nuôi nó lớn rồi, bây giờ cứ vợ gả chồng cho nó hết rồi, đừng có rửa mông cho nó, bây giờ đi rửa mông cho cháu nữa nghe. Kiếm chỗ đi. Giờ chùa nó rộng đó, rồi bên kia cắt thêm kìa, mấy dãy nhà ở cả ngàn người kìa, phòng ốc nhà vệ sinh đồ đầy đủ hết trơn á, nhà mới, chùa mới bên kia kìa. Rồi hòa thượng chuẩn bị xây cái đậu tràng nữa kìa. Chuẩn bị xây nữa. Tôi đem mấy bà già khắp 4 phương về đây, lụm về đây hết. Nghe không? Mấy bà già Ai ơi, mấy chục năm cuộc đời của mình nó khổ vì con vì cháu rồi. Bây giờ mình tìm nơi chốn bình an đi về đi, chứ đừng có ở nhà chi mà cứ rửa mông cho cháu tiếp tục. Nó nài nỉ mình đó, nói mẹ ơi mẹ, hai vợ chồng con bận biệu quá mẹ ơi,
mẹ cố gắng gửa mông giùm cho thằng thứ hai đi, rồi nó lớn chút nữa con gửi nhà trẻ, mẹ muốn đi đâu đi. Mình gửa mới có chưa vậy chân thì vợ nó có bầu nữa. Trời ơi, nó giết mình mà cho mình chết. Thấy chưa, mà mình dính mắt đứa cháu rồi mình không đi được, thấy không? Thôi già rồi, kiếm con đường đi đi. Nó mấy bà cụ già miền ngoài rồi đó, nó đầu thấy một cái nơi gì đặc biệt gặp ông thầy cũng gan nữa, lo nhiệt tình hết mình. Bây giờ biết chỉ quý vị nào, có cái cách mà nhiều người ở ngoài đời mà sau này vì siêng năng niệm Phật mới bị cũng có cơ hội được vô chùa. Những đứa còn sáng suy nghĩ ra. Bây giờ á, quý vị ở ngoài đời mấy bà già già đó, hay người trẻ gì, ai biết chết bất tử thì sao? Ghi ba tờ di chúc. Một tờ quý vị gửi cho cái người nào mà quý vị chắc chắn nhất, đặc biệt nhất. Một tờ gửi cho con cháu trong nhà. Rồi mình thường nói cái tư tưởng mình lên cho nó nghe vậy đó. Nó nghe không nghe kệ mồ nó. Tại vì nó không có nghe mình đâu, nhưng mà mình phải nói để làm bằng chứng, hiểu chưa? Rồi mình gửi một tờ di chúc cho bạn bè thân hay người thân bằng quyến thuộc, mình dặn dò, mình nói đây là tôi nhờ, nghe chưa? Tôi nói tôi nhờ nghe, giúp giùm tôi. Nếu mà không làm đúng như lời tôi là tôi bẻ cổ ông. Thử coi sợ không biết, xanh mặt xanh bài không biết. Vừa tới gian nó sợ dữ lắm. Nó trời ơi trời, chị nhờ là tôi làm liền, chị làm gì mà chị nói bẻ cổ tôi sợ quá. Tôi nói vậy đó, làm cho đúng đi tôi giang hộ, làm mà sai rồi tôi bẻ cổ rồi chết. Xanh mặt xanh mày hứa rồi là giữ tấm di chúc này nghe, thấy không? Rồi một tờ đem vô đây đưa cho mấy ông thầy, biết mình gần chết rồi vô đây đưa cho mấy ông thầy. Những đức mới kêu mấy ông thầy, ông đặt cái máy quay phim, ông quay lại mình đọc tờ di chúc đó là tâm nguyện của tôi trước khi giờ này tỉnh táo rõ ràng, tôi đọc rõ ràng cho nghe. Quay lại rồi đây, đây là tiền bạc vàng dòng tôi có được, đây là rõ ràng quý thầy không đòi hỏi, nhưng đây là tôi cúng dường tam bảo, giờ này là tôi đang tỉnh táo tỉnh lắm luôn, nên không, tôi cúng dường tam bảo để thầy lo cho tôi, rồi tạo phước duyên để mà đem phước báo này tôi hồi hướng về cực lạc. Nó đọc tờ di chúc, đây là tờ di chúc rõ ràng chính tôi đọc ra, chính tôi ghi, không ai bắt buộc tôi hết, thấy không? Đọc lên rõ ràng, quay là hết hoàn toàn. Con cái có muốn lạng quạng đến nói này nói kia thì cái tờ di chúc mà mình gửi cho cái tên mà không đưa ra là bẻ cổ đó, nó đem lại một tờ thì con cái giữ, nếu đứa con không đưa ra thì cũng còn người kia, thì dính vào cái tờ di chúc mà đem lại đây đưa cho ông thầy rồi đọc ra nữa, nó quá phù hợp thì đưa dưới pháp luật đó, thì không còn nói được dòng do gì nữa. Muốn lo cho con người thì phải tính hay vị, chứ không phải giỡn đâu. Nói pháp luật là khó nói á, nhưng mà không có bằng chứng gì nói tại sao bà già đến đây mà chết. Nói ra sao mình nói đây. Nên những đức nói quý thầy trong chùa mình mỗi bên nuôi đậu tràng phải biết á, gặp những trường hợp mấy bà già bà yếu thì cái nguyện của bà cũng tội nghiệp ghê, thì mình quay lại liền, lấy cái máy viên quay liền. Lúc đó bà yếu bà còn nói được, nói là tôi từ xa đi đến đây vì nghe pháp thầy những đức mà muốn ở trong chùa để được thầy lo, nhưng bây giờ hơi tàn lực kiệt gần chết đến nơi rồi, tôi nói vài câu này là con cái vô cảm ơn thầy, thầy nói cái gì thì mày nghe cái này. Hiểu chưa? Mình quay lại kêu bà nói, thầy nói cái gì thì mày nghe cái này, mày mà cãi lời thầy tao đá chết cha mày. Mày biết. Hiểu chưa? Nói gì chút đàng hoàng rồi quay lại. Thầy nói gì nghe cái nấy, vô thầy kêu làm gì làm cái nấy, mày không được cãi thầy. Tao còn nghe thầy, mày là cái dạng chứng nước mà mày dám cãi thầy hả con? Hiểu chưa? Nói thì mấy câu gì cho bất cười chơi vậy đó. Hiểu không? Rồi quay lại hết. Lỡ nó vô đây nói này nói kêu, nè. Bà vô đây mà bây giờ tôi hỏi anh, nhà của anh á, nhà của anh mà người già gần chết đến anh dám chưa không? Tôi chưa là cái điều đó là anh phải lại anh cảm ơn chứ đừng có nói mà. Anh dám chứa cái người ta già đến nhà không? Mà tôi chứa. Rồi mắt mà tôi để trong đây, nhà anh dám làm đám ma người ta trong nhà không? Ít ai dám làm điều này mà tôi làm.
Đi đến đây mắt tôi đưa quan tài ra luôn, hiểu không? Tôi liệm luôn, người trong chùa tóc luôn, còn gì nữa trời. Hiểu không? Nhiệt tình vậy còn gì nữa, vậy con có ai dám làm điều này không? Mắt hộ niệm xong rồi có quan tài đưa ra luôn, rồi trong chùa tắm luôn, ở trong chùa liệm luôn, rồi xe chùa chở đi luôn, còn gì nữa. Đó là trời. Cái gì còn nói gì nữa vậy quý vị? Này đúng là chọn gói luôn, nó thiệt luôn. Đúng là nuôi người mà nuôi đến mức cực điểm luôn, còn gì nữa. Quá đầy đủ. Đó, thấy không? Đó là những đứa nói quý vị ở phương xa nghe mà không đi đến đây được đó. Nó làm theo cái cách những đứa chỉ đó, thì đi đến đây thì những đứa cũng lo được đó, chứ không phải không được đâu. Hiểu không? Bây giờ chùa mình mỗi bên đều có đòi, có phòng hộ niệm hết rồi. Bây giờ mình phát triển đi, trời, cuộc đời mình sống mấy chục năm mà chết queo rồi. Những cái gì làm được là làm đại đi, nó làm cho tới bờ đi, tới bến luôn chứ đừng có sợ gì chứ. Tầm thiện mà sợ gì? Thấy không? Được chưa? Còn lây quay díu hầm nữa nè. Bữa nay là còn có... Ủa bữa nay còn có 18 ngày nữa hả? 18 ngày nữa phải không? 17, 18, 19 nào. Còn 19 ngày nữa. Còn 19 ngày nữa, nay 28 à. Còn 19 ngày nữa. Đúng rồi, còn 18 ngày rưỡi, nay giờ này nửa ngày à. Tính kỹ luôn, hiểu không? Bây giờ là tôi nói là quý vị chuẩn bị một trận chiến tiếp nối 3 ngày. Hiểu chưa? 17, 18, 19 hiểu không? 3 ngày nghe. Ngày âm lịch phát động trình lên. Mấy cô trưởng đoàn Đông Tây Nam Bắc nước ngoài vô. Thấy chưa? Đã phát động tu mà phải phát động chứ. Hồi xưa đám cưới mà còn rầm rầm, hồi chưa cái giờ tu. Hồi xưa đám cưới mà còn rầm rầm mà sống nhau có thời gian chia tay. Còn bây giờ tu mà làm sao không rầm rầm được. Tu còn rầm rầm dữ hơn, háo hức hơn, đúng không? Đó, nên phải là tính toán rồi, phải đưa chương trình rồi lên nha. Đó, có cái cô kia nước ngoài mà cô về mà cô dẫn 300 người đi. Ghê thật chứ, dẫn nhiều cái sớm phải luôn. Cốc nhe đường mà dẫn sạch. Bà nói công nhận được mấy thằng cốc nhe đường đó lên nó nghe thầy giảng nó phái tới ghê. Tự nhiên nó vô chùa nó nghe thầy giảng nó cười, nó phái quá trời phái. Chuyến trước đi có 220 người mà chuyến này nó đòi hơn 300 người. Bà nói là nó dẫn đi xong á, nó về nó bà nó rủ mấy thằng bạn nhậu, nói công dặn ông thầy nhậu ông giảng hay tiếng ghê mày luôn. Mấy bạn nhậu đi theo quá trận luôn. Bà nói lần này bà dặn hơn 300. Bà nói là văn toàn là văn, là mà thầy biết không, là nó là chợ búa đồ ghê lắm đó thầy ơi. Đụng tới nó là nó xẹt 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 đó. Nó trời, nó vô đây rồi nó xẹt tôi chết luôn. Hiểu chưa? Nó hâu rồi, nó nghe thầy giảng nó khoái lắm. Nó nói là thầy giảng vui quá trời vui, nó phát. Mà vậy mà nó lại 2000 lại đó thầy. Ghê không quý vị? Đúng là mấy người đó nó ghê thiệt chứ không phải giỡn đâu. Kích thích quý vị. Mình nói về trượng phu mà sao không lại? Nó lại luôn. Cuối cùng nó lại xong 2000 lại gì nó hứng lên. Nó la sùm cả sớm. Nó chiến này tôi đi tôi lại 2000 lại Quan Âm luôn. Nó tự nhiên bà nói là dẫn đi về tự nhiên nó chuyển cái nghiệp. Tự nhiên nó chuyển nghiệp. Đúng là cái danh hiệu Quan Âm này không đơn giản quý vị. Chuyển nghiệp lạ thiệt, thấy chưa? Nó bởi vì cái pháp hội này đúng là cái pháp hội số 1. Cái pháp hội số 1. Nếu không? Cái người mà giữ cái pháp hội này thì cũng không phải số 2. Cái người mà giữ pháp hội thì cũng số 1 luôn đó. Nó thiệt luôn á. Nhưng Đức nói nghe mấy cô là cái dạng số 1 không? Không có ai số 2 chứ, nghe chưa? Ôi ôi mấy bà đeo tới tới bờ tới bến mà. Bà là tá lả binh luôn. Cái bữa mà lại mấy điểm chùa bên kia nó quay mấy cô trộn mình thấy mình coi mình cũng xúc động. Mấy bà đeo thêm mấy bà lễ, mấy bà la bà nào nấy tóc tai bùm sùm ba. Lễ quá trời lễ luôn. Mình thấy con chồng mình cũng vui thiết ghê nghe trời.
trong cái cuộc đời mà tự nhiên mình gặp những người bạn gì đâu mà đồng hành, thấy ghê thiệt chứ. Không mà mình thấy gì mình vui nghe quý vị. Không, cuộc đời mình mà gặp những bạn chịu chơi vậy mà chịu chơi tu, chứ không phải là ăn chơi, mà chịu chơi tu. Ăn chơi gì đâu. Mình thấy không? Bây giờ bị về chùa mình bị thấy có bao giờ mà như Đức dẫn mấy cô mà đi ăn đi uống gì đâu đâu. Có bao giờ đâu trời. Về chùa bắt cái bà tu không có làm gì đâu. Đúng không? Lại con em bà nào bà đấy lại trong tóc tay bùm xùm. Quá trời luôn. Quay phim là sắp sửa làm phim ra đó. Không, bây giờ mấy cô này nổi tiếng lắm nha. Mấy cô hoặc tiền nổi tiếng thì ghê. Mà nhiều người người ta bình luận, người ta nói là vô cùng ngưỡng mộ mấy cô. Ghê thiệt chứ. À, đó, nên có mấy chú nữa mà mấy chú ít quá. Ông mấy chú ông nhường, mấy cô. Nam Nhi đại trưởng phu nhường cho phái nữ phía trước luôn. Đó, thấy chưa? Hiểu không? Trời ơi, quý vị biết rằng không? Giảng hồi nãy giờ có gì đâu. Có gì chứ. Có chứ mà làm gì cười hoài, không biết cái gì cười luôn. Có cái bà kia bà nghe như Đức giảng cho bà nói nè. Con không hiểu. Con không hiểu là con cười cái gì. Tự nhiên bà gặp như Đức, bà nói là con nghe xong rồi, con không hiểu là vì sao con cười. Xong rồi những Đức nói, miễn bà cười là được rồi chứ cần gì hiểu. Đúng là gặp mình trả lời ghê thiệt chứ. Tự nhiên bà gặp mình bà hỏi là con không hiểu lý do vì sao thầy giảng mà con cười hoài. Rồi những Đức nói rằng là cần gì phải hiểu, miễn cười là được rồi. Đó, thấy chưa? Đó, thật sự mà nói không biết làm sao á. Không biết cái lý do gì mà chúng ta cười nữa. Mà cái chuyện mình nói đó cũng không có gì phải cười. À, thì ra tôi hiểu rồi. Tôi hiểu vì sao mấy bà cười rồi. Thôi đừng nói nữa. À. Chúng ta khi mình gặp được pháp môn tịnh độ, mình chỉ cần chân thật niệm Phật thì mỗi một người chúng ta đang chấn hưng pháp môn tịnh độ. Vì để ý rõ ràng là những Đức từ khi gặp pháp môn tịnh độ là những Đức niệm Phật luôn tới bây giờ, không có thay đổi. Thì dưới một con người bình thường như những Đức thôi mà đã có sức ảnh hưởng rất là lớn hiện tại đối với tịnh độ rồi đó. Quý vị giờ vì đi tới đâu quý vị cũng thấy có tiếng niệm Phật của những Đức nhiều lắm, cả trong chùa người ta luôn. Có nhiều Phật tử nói rằng là ồ, con đang đi ngoài đường đi chợ như con cũng nghe thầy niệm Phật này đó. Đến đâu cũng nghe, đi vô bệnh viện cũng nghe. Mà một con người rất đơn giản, bình thường như những Đức, không biết ở đâu cả. Từ khi mà đi vô chùa biết tu tới giờ, không có đi đâu hết. Chưa từng đến một tịnh tông nào, hay là một pháp hội nào để dự. Toàn là trong chùa niệm Phật không. Vậy mà sức ảnh hưởng những Đức bây giờ rất là lớn. Vì máy niệm Phật, máy nghe Pháp, đèn bông sen thì phổ biến khắp nơi nơi. Nếu như một người mà gặp tịnh độ, không cần nói cao xa gì, chỉ cần đủ duyên niệm Phật như những Đức mười mấy năm mà hướng dẫn gì thôi, thì quý vị biết mỗi một điểm chùa chiền hoặc là một địa phương đó mà có một người hướng dẫn quý vị niệm Phật gì để mỗi tuần thứ bảy chủ nhật quý vị được về tu, quý vị thấy quý vị mừng cỡ nào chưa? Rồi miền Bắc này kia đồ, miền ngoài đồ, chỉ cần có ông thầy đơn giản những Đức thôi là quý Phật tử đã có chỗ nhờ rồi. Rồi già thì có điểm nương tựa, nó cao xa gì đâu. Bây giờ nuôi người già đông như vậy, người già khắp nơi nơi về có chỗ nương tựa, đưa ra pháp tu niệm Phật thì phần nhiều đa phần ai cũng áp dụng tu được. Rồi mỗi ngày giảng pháp hai thờ, nhiều người coi, rồi nhiều trang phổ biến rộng khắp nơi nơi, rồi máy nghe pháp đi khắp chỗ chứ.
rồi những đứa ra nghỉ trang vô lên bàn thờ. Đến quá nhiều chỗ luôn quý vị thấy không? Đó, những đứa bây giờ ngồi bàn thờ nhiều lắm quý vị. Những đức lên bàn thờ ngồi nè, rồi những đức vô mùng mấy cô nè, có không? Có nhiều cô cũng gặp những đức cũng nói là thầy ngày nào cũng trong mùng con. Rồi có nhiều cô nói là thầy ở trong người con. Cô đeo máy niệm Phật để trong người tùm lum la mà, đúng không? Có nghĩa là cái bổn nguyện của Di Đà, ngài ở đa dạng khắp nơi nơi, không có chỗ nào mà bổn nguyện không len lỏi đến. Có nghĩa là nơi nào có chúng sanh có duyên niệm Phật thì bổn nguyện Di Đà sẽ đến nơi đó. À, ngài không có sợ cực khổ, chỉ cần chúng sanh niệm Phật thì cái sự gia trì của Phật Di Đà giúp cho chúng sanh đó biết tịnh độ. Từ nơi đó mà cái cách hướng dẫn người niệm Phật của chúng ta là đa dạng căn tính, ai cũng niệm được. Nên chúng ta nhấn mạnh ngay nguyện thứ 18 trong 48 lời nguyện: chúng sanh mười phương nghe danh hiệu A Di Đà Phật, là đa dạng chúng sanh. Ngày quy gom một câu chúng sanh mười phương, đó là tất cả chúng sanh ở bất cứ một quốc độ cảnh giới nào, chỉ cần nghe được bổ nguyện Di Đà, niệm danh hiệu Di Đà thì nhất định ngài sẽ đến tiếp dẫn chúng sanh đó về thế giới cực lạc. Nếu như ngài không đến, chúng sanh đó niệm danh hiệu ngài, cầu ngài đến tiếp dẫn mà ngài không đến thì ngài nguyện không thành Phật. Nên Thiện Đạo Đại Sư là Phật A Di Đà Quá Thân, nhị tổ của Tịnh Độ Tông, ngài nêu một câu rằng: giả sử Như Lai ưng sức thế, di thuyết Di Đà bổ nguyện hải. Là ngài nói rằng là mục tiêu của Đức Thích Ca Mâu Ni đến thế gian là để tán thán bổ nguyện Di Đà, để khuyên chúng sanh niệm Phật. Và mỗi một con người nghe đạo của chúng ta, quý vị là người tu tịnh độ, quý vị hãy bình tĩnh suy nghĩ. Nếu như trong cái thời mạt pháp này mà nếu như không có pháp môn tịnh độ này, thì quý vị coi chúng ta mà tổ sư nói hạng phàm phu của chúng ta, có ai có cơ hội để đời này tu mà được giải thoát không? Không có đâu quý vị à, không có khả năng đó đâu. Dù có tu giỏi cỡ nào đi chăng nữa thì cũng là phước báo nhân thiên thôi, đó là quá giỏi à. Còn nói cái chuyện một đời này giải thoát, nếu mà không gặp tịnh độ là không có cơ hội này đâu, thật sự không có cơ hội này đâu. Những đức là người niệm Phật mà là cũng là người rất sâu sắc gần với con người luôn, sát nút cùng với đại chúng luôn. Vì chúng trong chùa chúng ta hiện tại ba điểm chùa bốn đạo tràng là hơn 1.200 người. Quý vị nghĩ Như Đức gần gũi với đại chúng nhiều cỡ nào chưa? Và người mà những đức nhìn thấy niệm Phật mà cặn tới nghiệp chết á, quý vị biết những đức nhìn nhiều cỡ nào chưa? Quý vị bên ngoài quý vị có đi hộ niệm nhiều, quý vị cũng không bằng nhìn nhiều người chết như những đức ở trong chùa nữa. Tại vì chùa mình phần nhiều người già rất là nhiều, quý vị thì lâu lâu niệm được một ca hoặc đi đến nơi nào đó niệm một ca. Còn ở đây là quy tắc là người ở đây được hộ niệm toàn là nói là niệm 24 tiếng, còn cái vô là hoàn toàn phải ngồi niệm Phật, không nói dòng do gì hết. Còn quý vị có khi đi hộ niệm còn ra ngoài còn trở ngại, mình đang niệm Phật vậy có thằng con nó nhậu về nó đi nghinh ngang nó kinh kinh với mình, còn trong chùa này ai dám? Trong chùa này bây giờ mà nếu mà đang hộ niệm cho mẹ cha họ mà uống rượu vô đây đi kinh kênh, những đức cho mấy chú uống súc cũng đem ngồi đường liền ngoài luôn cho đừng nói kinh kênh, hiểu không? Nên từ nơi đó nó có một cái quy tắc, thêm cái nữa là mình không đi đâu mà ta tìm mình thì mình chủ động, còn mình đi đến nơi người ta là mình bị động.
À, nên cái việc này những đức làm chủ động mà đã được cái nhân duyên đặc biệt là ngay chỗ gặp tịnh độ. Chứ gặp tịnh độ những đức mới có cơ duyên làm tuyệt vời như vậy. Bây giờ quý vị đã là người gặp được pháp môn tịnh độ này rồi, mỗi ngày chúng ta niệm Phật rồi, nếu như quý vị thấy rằng thời gian con người của mình sống ở trong cái cõi đời này, cái thời gian của nó bất chợt vô thường đến với mình bất tử lắm, dù trẻ hay già, quý vị hãy là người chân thật niệm Phật đi, hãy là người nhiệt tình niệm Phật đi, đừng có nên đi tìm kiếm hỏi han cái gì nhiều quá, chỉ cần là một con người thật thà niệm Phật thì nhất định quý vị sẽ hiểu được cái lợi ích của con Phật hiệu, chắc chắn luôn. Không có ai mà trong cái cuộc đời này mà giải thích được bổn nguyện mà rộng lớn hết được hết, không có ai làm được điều này cả. Đức Thích Ca Mâu Ni trong kinh nói rằng nếu như bậc A-la-hán mà có thể biết được thế giới cực lạc thì không thể nào làm được điều đó. Hàng Bồ-Tát từ là Bồ-Tát Quan Âm mới có thể hiểu hết được thế giới cực lạc vì Ngài ở thế giới cực lạc. Còn nếu như những vị Bồ-Tát thông thường thì nhất định không thể nào hiểu hết được thế giới cực lạc. Thì ai ở cõi này mà chúng ta có thể giải thích được hết bổn nguyện của Di Đà? Không thể nào làm được điều này. Pháp môn tịnh độ Phật đã nói là chỉ có Phật cùng Phật mới hiểu tôn cùng. Chúng ta là phàm phu khỏi cần hỏi nhiều, chỉ cần tín nguyện niệm một câu Phật hiệu này cho tới cùng. Chính bản thân những đức là một người ngoài đời hư hỏng không ra trò gì nè, mà gặp tịnh độ niệm Phật mà còn làm được bao nhiêu chuyện trong cuộc đời này. Phát triển niệm Phật rất rộng nè, đúng không? Chỉ cần nhìn chỗ này quý vị, nếu chỉ cần làm như vậy thôi, 5 năm, 10 năm sau thôi, thì quý vị thấy nó cái kết quả cỡ nào chưa? Những đức vừa tu được, vừa lo cho người được, vừa làm bao nhiêu chuyện được, hướng dẫn được, tổ chức pháp hội được, với hoa mới 4 ngày quý vị thấy rõ ràng chưa? Làm bao nhiêu chương trình luôn, lớp đạo làm con này kia, toàn là nhờ từ những đức niệm Phật mà ra. Vì coi cái lớp đạo làm con, người ta làm bao nhiêu chương trình, làm bao nhiêu cách này cách kia, lấy tư tưởng thánh hiền rồi giảng quá trời giảng, giảng viết rồi hết nghe nổi luôn, không có làm được sao nghe. Còn những đức đem từ câu Phật hiệu giảng lớp đạo làm con luôn, con nít những đức cho niệm Phật luôn. Vì sao? Những đức nghe lời Đức Thích Ca Mâu Ni dạy, thờ mặt pháp niệm Phật thành tựu. Như vậy thì cái thành tựu của con người con hiếu cũng từ niệm Phật mà ra, sửa đổi lỗi lầm cũng từ niệm Phật mà ra. Vì cái thờ này không phải cái thờ trì giới nổi, cũng không phải cái thờ thiền định được, chỉ có cái thờ niệm Phật thế vào trì giới, niệm Phật thế vào thiền định, niệm Phật thầm tụ. Bạn có tin, bạn có tín nguyện hay không mới là chỗ quan trọng. Bạn đi tìm hiểu nhiều người thì mỗi người nói một cách, cũng nói tịnh độ mà nói mỗi người một cách. Bạn biết chọn cách nào đấy? Cũng vì lý do này mà tôi không đi đâu cả, tôi chỉ ngồi quan sát, tôi ngồi nhìn nhận thôi. Rồi cuối cùng tôi chọn một mục tiêu, chọn mục tiêu đúng rồi thì cứ như vậy mà cố gắng làm, cứ đi đứng nằm ngồi niệm Phật. Có người hỏi những đức, niệm Phật mười mấy năm như vậy thầy niệm Phật được cái gì? Những đức nói niệm Phật biết cười. Đủ rồi. Còn quý vị niệm Phật để được cái gì? Nói con niệm Phật để ít vọng tưởng, để được tâm thanh tịnh, để niệm Phật để thấy thế giới cực lạc này kia. Những đức nói tôi niệm Phật biết cười là được rồi. Quý vị biết rằng trong kinh Đức Phật nói rằng thế giới cực lạc, tại sao gọi là cực lạc? Cực lạc có nghĩa là cung cực an lạc, mà đã là an lạc thì cười chứ gì, chứ không lẽ thế giới cực lạc khóc? Mà cái cùng cực an lạc của thế giới cực lạc không phải cười như mình, mà cái niềm vui nụ cười của họ đó là toàn trong định. Chúng ta không làm được cái nụ cười đó, chúng ta chỉ cần niệm Phật đời này gặp nhau chào nhau ai với đạo Phật, gương mặt tươi vui miệng nở nụ cười là thấy cũng đẹp rồi, đúng không? Được rồi, cứ như vậy mà làm, rồi cả đời cứ niệm Phật như vậy thì nhân vui vẻ niệm Phật, gọi là nhân nhìn thấu cõi ta bà giả tạm niệm Phật. Niệm Phật cho mọi hoàn cảnh chúng ta sống không buồn giận người để trong tâm. Đã là không buồn giận người để trong tâm thì có niềm vui, mà đã là có niềm vui mà muốn sanh cực lạc
thì phù hợp vô cùng, nhân vui quả vui. Chứ sao? Bây giờ chúng ta đòi hỏi chi cao xa nhiều nữa. Nói những cái mà chúng ta không làm được, nói những cái mà chúng ta không nhớ tới được. Tôi niệm Phật phải đạt tâm thanh tịnh gì? Bạn có thể niệm Phật thanh tịnh tâm được 1-2 phút, rồi dài 3 phút sau loạn tâm, rồi bạn cứ kìm vậy hoài hả? Không lẽ bạn ngồi đó bạn kìm hoài cái tâm của bạn, đừng có vọng tưởng. Khổ quá. Bạn niệm kiểu này thì chắc gương mặt bạn chắc bự dữ lắm. Tại vì sao bạn cứ ngồi đó bạn niệm mà bạn cứ rồi khi mà bạn ăn đậu hũ, bữa nay kho, bữa nay ngày mai chiên, bữa sau luộc, rồi bạn có bị vọng tưởng không? Bạn không biết được cái đó là đậu hũ chiên hả? Không lẽ bạn nói đã là đậu hũ thì chiên xào luộc gì cũng là đậu hũ, vì tiếp tục bạn cũng là chấp tướng nữa, nặng nề nữa rồi đó. Tại vì bây giờ mình niệm Phật, mình niệm sao mà tâm trạng mình vui vẻ, mình lúc nào nhớ Phật là niệm liền. Còn bữa nay là ăn đậu hũ chiên thì mình ăn đậu hũ chiên. Còn nếu đậu hũ này nó ngon thì mình nói ngon. Còn đậu hũ này nó lỡ bị hư, nó hôi thì mình nói đậu hũ này chiên sao mà hôi quá. Thì bây giờ mình phải biết được cái nguyên lý của nó là chiên và hôi và ngon chứ. Rồi ngày mai luộc thì biết đậu hũ này luộc chấm muối tiêu ăn với rau răm. Mình phải biết chứ. Nghĩa là mình phải biết rõ ràng là trong cái cuộc đời này mình đang sống làm sao mình rõ ràng hết. Còn chuyện niệm Phật mình cũng là rõ ràng niệm Phật. Rồi cầu sanh cực lạc mình cũng là mục tiêu cầu sanh cực lạc. Bạn muốn cái tâm thanh tịnh gì đây? Bạn muốn cái tâm thanh tịnh là khi bạn niệm Phật không có một chút vọng tưởng nào xẹt vào, chỉ có một câu Phật hiệu hả? Ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân ngài nói rằng ta cũng không làm được. Tổ sư cũng nói ta không làm được. Vậy thì ai làm được thì làm đi. Các ngài đó nói các ngài không làm được. Pháp môn tịnh độ này là cái pháp mà gọi là tin để đi vào. Là tin tự là tự mình tin rồi mình niệm Phật. Tin tha là chắc chắn có tin tự là tự mình niệm Phật, là có tha lực hỗ trợ. Mình niệm Phật chân thật, Phật Di Đà đến tiếp dẫn, gọi là mình tin bổ nguyện Di Đà, mình tin Phật Di Đà đến tiếp dẫn. Mình niệm Phật vậy đó. Chứ bây giờ bị kêu tiêu nghiệp sạch sành xanh rồi không vọng tưởng gì, ngồi đó banh cái mặt ra mà niệm chắc không làm ăn gì luôn quá. Cái pháp này mà đưa ra chắc là bị diệt pháp quá. Tại vì sao? Vì cứ banh cái mặt ra bị niệm chỗ đó hoài, vì không lo làm ăn gì. Chồng con đến kêu thì vì nói để tôi niệm Phật, vợ đến kêu thì để tôi niệm Phật, nhà cửa thì đóng khép cửa kính lại không tiếp ai, để tôi niệm Phật. Nếu mà cái pháp tu như vậy thì đối với nhân sinh con người trong cái thời cuộc phát triển này ai tiếp nhận quý vị? Quý vị có thể tu một mình quý vị, hoặc là hướng dẫn một mình, hay một người hai người. Quý vị làm sao mở rộng Phật pháp ra để cho nhiều người tiếp nhận được? Nếu mà pháp của Phật mà là như vậy thì đã sớm diệt pháp lâu rồi, không còn tồn tại tới ngày hôm nay. Pháp của Phật á, là đi vượt thời đại. Cái thời đại phát triển cỡ nào thì pháp của Phật cũng để vào chỗ đó để mà nó phát triển, nó không có một chút gì trở ngại cả. Con người rảnh, con người bận bịu, con người yếu, con người khỏe, con người đẹp, con người xấu, con người giàu, con người nghèo, con người lùng lé hô súng, hạng nào học Phật cũng được. Thì mới nói là từ bi. Còn bạn bây giờ đưa cái pháp của Phật ra mà có người này tu được, người kia tu không được. Bà già tu được, người trẻ tu được. Vậy thì quý vị coi cái pháp này làm sao gọi là tam căn phổ độ, phàm thánh tùy thôi. Quý vị chỉ cần nhận thức cái pháp của Phật, cái pháp niệm Phật này mà gọi là tam căn phổ độ phàm thánh tùy thôi. Vậy thì cái pháp này chắc chắn quả phải là cái pháp mà không có hạn chế bất cứ căn tính nào. Vậy mới gọi là tam căn phổ độ phàm thánh tùy thôi. Trong 84.000 pháp môn chỉ đúng pháp môn niệm Phật thì mới nói là tam căn phổ độ phàm thánh tùy thôi. Còn những pháp khác không có nói câu này. Vậy thì cái pháp tịnh độ này quý vị hướng dẫn người tu phải hướng dẫn làm sao mà căn tính nào cũng tu được. Như vậy thì đúng y rang như nguyện của Di Đà, không khác. Nên có những người hỏi Nhân Đức, quý vị hỏi rằng con nằm con niệm Phật được không thầy? Sao không được? Nằm niệm Phật sao không được? Vậy con nằm niệm ra tiếng được không? Cô niệm ra tiếng thấy nó vui không? Vui, vui thì niệm đi.
Vậy thì con vô nhà vệ sinh con niệm ra tiếng được không thầy? Vậy đó nó được luôn. Cô niệm là quá tốt rồi. Cô niệm cho mấy con trùng con dế trong nhà vệ sinh nó nghe. Con sợ con niệm trong đó bắt kính này. Cô có bắt kính không? Bây giờ cô vô nhà vệ sinh cô ngồi cô đi cầu. Cô kêu thầy Đức ơi, thầy Đức ơi. Nhưng Đức nói cô vô đó đi cầu không được kêu tên của tôi nghe. Kêu tên tôi là cô bắt kính đó. Có lý đó không? Quý vị hỏi lại cái lương tâm quý vị có bắt kính hay không? Nhớ chưa? Thí dụ như quý vị ở nhà quý vị nghe pháp. Bữa nay con đi làm gì quá mệt thầy ơi. Nên có mọi bữa con khỏe thì con ngồi nghe pháp, ngồi ngay ngắn. Bữa nay con đi làm về mệt quá cả ngày, thầy cho phép con ngồi trên cái ghế dựa đồ cho nó thoải mái, rồi có ly sữa kế bên. Thầy giảng thì thầy ho hen kệ thầy, nhưng mà thầy cho con uống miếng sữa. Nhưng Đức nói à, được, đã làm mệt vậy mà về còn nghe pháp nữa, vậy là tốt lắm rồi. Thôi không có gì mà nói hai chữ bắt kính trong đó chứ. Bữa nào khỏe thì ngồi ngay ngắn, bữa nào mệt thì có ghế dựa ngồi đàng hoàng, bữa nào mỏi quá thì nằm nghe. Như vậy thì mới nói là tam căn hộ độ phàm thánh tề thấu. Nó không có hạn chế quý vị, mới gọi là cái pháp độ rộng, hiểu không? Miễn người ta nghe, người ta chịu nghe cũng là quý rồi. Còn bây giờ quý vị đưa lên cái tư tưởng khó quá, người ta nói thôi, đã là nằm ngồi dựa mà nghe bắt kính thì thôi khỏi nghe, khỏi bắt kính. Hiểu thấy không? Phải bị hạn chế và ngăn lại không? Tại sao chúng ta không mở cái tâm mình ra? Vậy thì bây giờ chư tổ sư dạy niệm Phật đi vào trong nhà xin niệm lớn tiếng không nên niệm. Đó là trong những cái lúc mà nó không cần thiết hoặc nó không có một cái lý do gì. Còn nếu như trong đó mà có những con vật, con kiến, con gián ở trong đó đang bò nhúc nhích, quý vị có nên niệm lớn tiếng không? Nên niệm lớn tiếng để cho những con vật đó được nghe, để gieo cái duyên niệm Phật cho họ làm Phật. Đúng không? Phật pháp là vì chúng sanh. Vì chúng sanh thì đúng có tâm học Phật. Chỉ cần như vậy là được. Nhớ nghe. Nên khi mình nghe pháp, mình đọc lời tổ sư, mình phải mở rộng ra kìa. Mình phải nhìn được cái thời cuộc của nó nữa. Nhìn cái thời cuộc nó, hiểu chưa? Đó, nên từ nơi đó mình học Phật thì phong phú lắm. Học Phật tuyệt vời lắm. Ví dụ như giờ nhiều người ta về chùa gì mà ta nghe pháp gì là do gì? Người ta nghe người ta thấy vui, thích. Ông thầy ổng vui vẻ thoải mái, thích gì nghe. Còn gặp mà từng chủ nhật nào mà về đây những đứa cũng nói tội hết chứ. Ngồi lúc lắc cũng tội, đưa chân cũng tội. Rồi bận đồ mà chưa biết đi chùa chiền nhiều, bận đồ ngắn ngủn đi đến chùa cũng tội. Cái gì cũng tội. Vậy thì chặn những con người mà người ta mới đến chùa hết trơn. Mình phải dạy người ta từ từ rồi người ta mới hiểu. Cho người ta cơ hội như bản thân mình ngày xưa mà mình chưa nghe đạo mình cũng tùy tiện mà. Hiểu chưa? Rồi ví dụ như có những người ta không biết, thấy chùa xài trái nhiều quá, ta bẻ xài trái ăn mà nói tội chết. Có biết gì đâu tội. Ta nghĩ rằng có một trái xài có cái gì đâu quan trọng quá, đem tiền vô cúng tam bảo tôi quẻ với xài tôi ăn có gì đâu. Người ta nghĩ vậy, mình nói tội chết, mình làm cho người ta sợ quá trời sợ đến chùa. Sao con trái xài trong khi nhà mua ký ký, còn vô chùa bẻ con trái xài mà tội thế ghê vậy chợ. Thôi kiểu này vô chùa chắc cũng không dám ăn cơm luôn, vì ăn cơm cũng tội nữa. Sao vô chùa nhiều tội quá, thôi nghĩ vô thì ai mà đi đến chùa. Quý vị, chùa thì nhiều mà tại sao chùa thì đến quá chợ, chùa thì không ai đến chứ. Vì bị tu ra khó khăn quá. Cái khó khăn đó là áp dụng vào mình đi. Mình thích khó thì mình khó đi. Còn mình đừng có đem cái khó mình áp dụng cho người ta. Người ta chưa chịu nổi cái khó đó. Hiểu chưa? Quý vị coi trong kinh giáo coi Đức Phật á, Ngài có làm gì khó không? Khi mà Đức Phật Ngài vừa thành Phật á, Ngài chưa có nói gì giới luật nghe quý vị. Sau này có người sai một người thì Đức Phật nói một lần.
Cứ một người sai thì Đức Phật nói ra chế cái giới đó đó. Còn lúc ban đầu Đức Phật chỉ dạy người ta hướng đến giải thoát thôi, chứ Đức Phật chưa có nói về cái chuyện giới luật. Nhưng sau này có người sai thì mới nói giới luật. Vậy thì cái người mới đi đến chùa chưa hiểu cái gì chứ, người Phan có nói vụ đâu. Người ta thích bẻ xài cho nó bẻ đi. Rồi nó đến nhiều lần, nó vô trong chánh điện, nó ngồi bắt chợt nghe được. Thì từ đó lương tâm mới nói rằng, ô vậy hồi đó tới giờ mình có cái đó là sai, thôi từ hôm nay mình đừng có bẻ xài trong chùa nữa. Đúng không? Là cũng thấm được cái vô ngôi tam bảo rồi. Vậy thì quý vị mới có cái phương tiện để dẫn dắt người ta tu. Còn nếu không thì thôi chịu thua. Quý vị coi đông đúc như vậy, ngồi chặt nứt, nhúc nhích không nổi. Vì mà từng chủ nhật nào cũng đến. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ở chùa chúng ta mỗi tuần chủ nhật, từ quý thầy, quý sư cô, quý Phật tử về đây tu rất là đông. Đây là một cái điểm chuyên tu mà mình đi đến đây mình cộng tu, mình cầu an cho người thân, cầu siêu cho người thân, đặc biệt thù thắng lắm. Như buổi sáng gặp một cái cô này, cô nói những đức nghe, gia đình cô có một cái người thân mà chuyên làm cái nghề mà gọi là giống như gà luộc sống, giống như bẻ cổ gà mà chéo cánh á. Vậy mà vừa mới chết đây, khi bà chết á là hai cái chân bà nó chéo lại với cái tay bà, y gan như mà bà chéo cánh gà. Ghê không? Thấy cái quả báo sắc xanh thì kinh khủng không quý vị? Nên mình biết đạo rồi quý vị nhớ, cái gia đình mà làm heo hay là làm nghề sát sanh mà làm giàu không có tồn tại đâu, chắc chắn quý vị luôn. Nếu như mà nghe đạo được rồi nên bỏ trước thời gian quả báo đến. Khi quả báo nó đến rồi lúc đó trở tay không kịp, ập luôn. Nên từ nơi đó mà khi nêu lên cái câu chuyện này thì cái người mà ta tạo nghiệp đó, cũng nhiều người được cảnh giác, người ta cũng có cái phước báo chuyển bớt cái nghiệp giùm cho anh ta. Khi chết mà nó chéo như chéo cánh gà, quý vị kinh. Mà lúc bình thường là chéo cánh gà, mà khi mình chết nó thành quả báo chéo tay chân mình lại như là chéo cánh gà. Nên cái điều đó mình nên nhận thức. Nên mỗi một đứa bé hay là một con người sanh đến cái cuộc đời này mà khi mà bệnh hoạn eo ọt khó nuôi là cái quả báo toàn là sát sanh mà ra đó. Tuy là được cái duyên gặp Phật pháp biết tu, nhưng mà là quả báo sát sanh là phải chịu mà. Gọi là tội nặng báo nhẹ. Báo là nhẹ đó. Nên mình biết tu rồi mình gặp quả báo là mình phải nhớ rằng là trả qua báo thế gian, chánh quả báo tam đồ. Và nhiều người ở đây phái nữ người ta cũng ăn nghiệp phá thai. Nên khi mình đi đây mình tu học, mình cúng đi thực hương linh ta mừng, rất là mừng. Nên đây là một cái đạo tràng chuyên tu mà nhiều người tu gì để hồi hướng cho người ta rất là thù thắng. Nên chúng ta nguyện cái đem mấy công đức mà niệm Phật rồi nghe pháp cúng đi thực phóng sanh này, chúng ta cầu an trên là Hòa Thượng Viện Chủ, nhờ ngài xây chùa mình có cái điểm gì mình về mình tu. Rồi chúng ta hồi hướng cầu an cho toàn thể đại chúng và gia quyến quý vị, nhờ cái công đức này mà nó chuyển cái nghiệp chướng của người thân mình mê muội không tin Phật pháp, từ từ thành tin Phật pháp, rồi niệm Phật cầu sanh cực lạc. Chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho củ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi bị nghiệp phá thai, chiến sĩ chặn vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn ngạ quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, và tất cả những người chết oan chết ức, chết trong cái trận dịch bệnh Covid khắp nơi trên toàn thế giới. Nhờ cái công đức của đạo tràng tu này mà nguyện cầu siêu cho tất cả chư hương linh, nguyện cầu quý vị thần thức sáng suốt, buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ, và nương vào bổ nguyện niệm Phật để cầu sanh cực lạc.
về thế giới cực lạc luôn luôn hưởng được niềm vui, không còn cái khổ đau như ở cõi ta bà này. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chúng ngã kim tí nhờ cung, từ thực biến thập phương nhất thiết Phật tự cộng, nguyện dị tự công đức vô cập nhất tiệt, ngà đặng dự Phật tự giai cộng tình Phật đạo. Như đang ngộ tình chung ngã kim tí nhờ cung, từ thực biến thập phương nhất thiết hộ tình cộng, nguyện dị tự công đức vô cập nhất tiệt, ngà đặng dự hộ tình giai cộng tình Phật đạo. Như đang cô hồn chung ngã kim tí nhờ cung, từ thực biến thập phương nhất thiết cô hồn cộng, nguyện dị tự công đức vô cập nhất tiệt, ngà đặng dự cô hồn giai cộng tình Phật đạo. Án một lũng lăng ta bà ha, ta bà ha, án một lũng lăng ta bà ha, án ngã ngã nắng tam bà phạ việt nhật ra hồng, án ngã ngã nắng tam bà phạ việt nhật ra hồng, bà phạ việt nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu dạ đà, biến thiệu thành đá giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, nam mô xá sanh tham Bồ Tát, nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Tát. Gia trì chú thực diệu dạ đà, biến thiệu thành đá giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, gia trì chú thực diệu dạ đà, biến thiệu thành đá giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đá giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, nam mô xá sanh tham Bồ Tát, nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ trận vong đồng bào tự nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, hữu vị vô danh, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay sinh phát nguyện vạn sanh, cõi sinh đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chúng ta làm lễ phóng sanh nha. Mỗi một người chúng ta biết cái nghiệp sát sanh là rất nặng, và cái phước phóng sanh là rất lớn, và cái tội sát sanh nó chịu cái quả báo rất đáng sợ, và cái công đức mà mình phóng sanh ăn chay thù thắng lắm. Nên Phật dạy mình là muốn có sức khỏe tuổi thọ kéo dài thì ăn chay phóng sanh. Còn người mà sanh đến thế gian này mà chúng ta đoạn mạng là đa phần là nghiệp sát sanh. Nhưng nếu như có cái phước duyên niệm Phật, dù là mình đoạn mạng nhưng mình biết niệm Phật, mình cầu sanh cực lạc được giảng sanh thì tuổi thọ cũng vô lượng. Từ nơi đó mà mỗi một người chúng ta biết được Phật pháp, phát tâm ăn chay trường, đó là công đức đại phóng sanh. Trong cái thời cuộc này có khi mình phóng sanh có những trường hợp mình bị phiền não, nhưng nếu phát tâm ăn chay trường đó là đại phóng sanh. Hãy nhớ nghe, khi ăn chay trường rồi là tự nhiên mình không có sát sanh, mình con ruồi con muỗi con kiến mình cũng không dám giết nữa.
Ngày xưa mình còn mua thuốc xịt ruồi, xịt mũi, xịt kiến, mình còn thuốc chuột đồ này kia. Bây giờ mình biết tu rồi nghỉ thuốc luôn. Tại vì mình biết nó là thế nào cũng có chịu quả báo, không có đơn giản. Nên từ nơi đó mà mình phát tâm ăn chay trường và còn phóng sanh. Nên chùa mình từng nào chủ nhật hay lễ là phóng sanh xuyên suốt. Nhờ cái công đức phóng sanh mà được bình an, và nhờ cái công đức phóng sanh mà chúng ta rất là vui. Nên tất cả những người ung thư, bệnh này bệnh kia mà bác sĩ chạy, nên phát tâm ăn chay trường và nên biết phóng sanh. Đây là cái việc mà quý vị có thể trả cái nợ sát sanh, mà quý vị chuyển được cái phước báo. Từ từ mình chuyển cái nghiệp và hết bình. Chúng ta đọc tam quy y, rồi xong chúng ta thả các chú chim này. Khi thả ra nên ở xung quanh chùa để chúng ta nghe danh hiệu Phật. Khi bỏ thân đều hướng về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật vui vẻ hoan hỷ vỗ tay thả chim nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chúc quý vị an lạc nha. Chúng ta xuống chai đường dùng cơm, hay qua bên đây lấy cơm đi, tại đông người quá. Quý vị ăn cơm, chúc quý vị ăn cơm ngon miệng. A Di Đà Phật.